càng lười, dạy lại lũ xúc sinh tiếp rap chuẩn và dạy thêm chúng nó cách làm người. Khi chẹp rồi cứ về nhà mà đọc, lũ mọi giờ học thức không sâu rộng, ngói nát đừng có làm giả bảo ngọc, lũ chúng mày đừng có mơ hồng lâu mộng. Dạy miễn phí không thể tiền bạc, dù biết xúc vật càng lúc càng lười, dạy lại lũ xúc sinh tiếp rap chuẩn và dạy thêm chúng nó cách làm người. Khi chẹp rồi cứ về nhà mà đọc, lũ mọi giờ học thức không sâu rộng, ngói nát đừng có làm giả bảo ngọc, lũ chúng mày đừng có mơ hồng lâu mộng. Tao phải cân nhắc là có nên rap people vì dạy xúc sinh chắc gì sẽ có ích một phần, vì tao cũng xem xét nghĩ lo phần nó cắm cờ mất con mẹ nó nick. Cái cuộc sống này nó cứ rình rông gió, bất công là thứ duy nhất nó luôn thừa. Thằng Choi đã đấu với tứ linh trong đó, còn tao đang đấu với một con đuông rửa. Viết xe đất gáy như Chipu, nhạc ra được một những văn còm. Quẩy sớm ăn gì hả các bạn, địt con mẹ mày quẩy sớm ăn lồn. Mất bao lâu mới dặn ra cái bài nhạc như buồn, người ta nghe qua loa rồi tắt phải chăng. Mày bận casting diễn viên Star Wars cho vai Jabba the Hutt. Mày nói địt mẹ ai khi con cặc mày thụt trong mỡ và đéo biết tìm đâu. Con cái mày bật đèn pin mỏ mẫm dưới từng lá mỡ, gọi đó là vạch lá tìm sâu. Bọn tao chẳng dám đe dọa hay bạo lực vì dân bây giờ rất là khôn. Họ thừa biết con xúc sinh như mày khi chết thì đéo con đất mà chôn. Nhưng nếu nó chết thì cũng đừng hoảng hốt, chẳng có việc gì phải sợ lo. Chúng mày có thể tìm xác people trong gói hạt nêm từ thịt cờ no. Chúng mày có thể chắc chắn rằng people ra đi với một tấm lòng son. Xưa nay các cụ đã dạy con lợn có béo thì lòng mới ngon. Dạy miễn phí không thể tiền bạc, dù biết xúc vật càng lúc càng lười, dạy lại lũ xúc sinh tiếp rap chuẩn và dạy thêm chúng nó cách làm người. Ghi chép rồi cứ về nhà mà đọc, lũ mọi giờ học thức không sâu rộng, ngói nát đừng có làm giả bảo ngọc, lũ chúng mày đừng có mơ hồng lâu mộng. Dạy miễn phí không thể tiền bạc, dù biết xúc vật càng lúc càng lười, dạy lại lũ xúc sinh tiếp rap chuẩn và dạy thêm chúng nó cách làm người. Ghi chép rồi cứ về nhà mà đọc, lũ mọi giờ học thức không sâu rộng, ngói nát đừng có làm giả bảo ngọc, lũ chúng mày đừng có mơ hồng lâu mộng. Phép chọc mày chọc rồi bắt đầu mày sau, tao dạy lại chúng mày vài chữ rap chiến. Bây giờ đéo còn giữ lẽ nữa, chỉ còn sự xúc phạm cho tất cả những điều khác biến. Tổ sư bố các truyền thống làm đi, tự hào luồn gì cái mảnh đất nhiễu nhương. Nghe miền Tây tao đéo thấy dễ thương, tao thấy con đi Ngọc Trinh là biểu tượng. Dám mở mồm nó đến cờ và rap, chẳng lẽ mày tình nguyện bị bắt sao? Hưng Cao là đế thích của rap Việt, cao kỳ mày đéo thì cao kỳ bằng tao. Khuôn mặt mày chỉ có cái tướng sĩ, mày là tượng gỗ mục tao ngả ra đốt. Vì sinh ra đám mọt chỉ giỏi quét xe pháo hoặc câu phêm nhờ cái mã tốt. Đồ vô học cơm móm lại tao đã im lặng, mày được thể lấn lướt làm càn. Nếu tao có công ty chỉ đạo thì công ty đó nó yêu nước đàng hoàng. Phải bịa cho tao có công ty chỉ đạo, nói điều có bao giờ mày mang hối lỗi, nói tao bị đứng sau giật dây. Rõ ràng con chó kỳ đang nói dối, mang văn cù lý địa bị vả vỡ mõm thì tao hỏi mày định ăn bằng gì. Hãy nhớ quốc ca được viết bởi văn cao chứ nó đéo được viết bởi văn kỳ. Mày là nỗi sỉ nhục của gia tộc, chẳng ai dám mang nỗi nhục này giãi bày đến mức mẹ mày sẽ mát luôn rười rượi nếu ngày hôm đấy bà ấy xảy thai mày. Dạy miễn phí không thể tiền bạc, dù biết xúc vật càng lúc càng lười, dạy lại lũ xúc sinh tiếp rap chuẩn và dạy thêm chúng nó cách làm người. Ghi chép rồi cứ về nhà mà đọc, lũ mọi giờ học thức không sâu rộng, ngói nát đừng có làm giả bảo ngọc, lũ chúng mày đừng có mơ hồng lâu mộng. Dạy miễn phí không thể tiền bạc, dù biết xúc vật càng lúc càng lười, dạy lại lũ xúc sinh tiếp rap chuẩn và dạy thêm chúng nó cách làm người. Ghi chép rồi cứ về nhà mà đọc, lũ mọi giờ học thức không sâu rộng, ngói nát đừng có làm giả bảo ngọc, lũ chúng mày đừng có mơ hồng lâu mộng. Bao năm tao mong đất Việt này hòa hợp, nhưng chúng mày khiến tao ngậm chặt hờn căm. Nếu bảo vệ quê hương bị coi là hai mặt thì tao xin tình nguyện làm hai mặt ngàn năm. Tao tình nguyện làm kẻ phản diện, hiên ngang ngạo nghễ nhanh mày cười đời. Thằng hai mặt đưa mày lên tòa nhà cao nhất đất Việt với biến mày thành người rơi. Chúng mày giỏi cả văn lẫn võ, lại cái bài dọa đánh coi mà người rẻ như đinh vít. Lỡ mà tao bị làm sao mà mày phải vào tù. Hãy nói lời vĩnh biệt với chính đít. Chúng mày tài năng có biến ảo thật tình, nhận ra điều đó đã khiến tao giật mình. Đang là photoshop với cắm cờ đối thủ, chúng mày mới xứng đáng là rapper lập trình. Tao thương con mẹ mày thâm lồn đeo khổ sở lúc lâm bồn để ra đời. Thằng âm hồn sớm bị tao bắt cầm mồm, có thằng fan không thể giống với tình đồng tình với people. Tên nó nói lên mong một cả đời được dính với Bito, vì đi chết mới được khen bởi những đứa chỉ lại thấy đi con mẹ đồ xúc vật lời lời tao muốn gửi chúng mày. Vì đi bị để từ chửi là truyền thống đâu hả mày, giờ vì đi thành là chân cho cái nơi giống cho phản thầy. Dạy chúng mày và tất cả bọn phản thầy ở ba miền môn đạo đức và nhân phẩm, chẳng cần dạy có ra tiền dục bà đám vô liêm sỉ mà bọn mọi giờ tung hô đánh như năm xử lý mục giết mẹ bạn giờ hung nô. Đó là chút tiền vàng của chúng mày sao, với chúng mày óc cướp hay bẩm sinh chúng mày đau mới thật khả năng yếu mà cả chăn chiếu bỏ nhà ra punch phiếu dập đầu cúng thầy cao. Dạy miễn phí không tiền bạc, dù biết xúc vật càng lúc càng lười, dạy lại lũ xúc sinh tiếp rap chuẩn và dạy thêm chúng nó cách làm người. Ghi chép rồi cứ về nhà mà đọc, lũ mọi giờ học thức không sâu rộng, ngói nát đừng có làm giả bảo ngọc, lũ chúng mày đừng có mơ hồng lâu mộng. Dạy miễn phí không tiền bạc, dù biết xúc vật càng lúc càng lười, dạy lại lũ xúc sinh tiếp rap chuẩn và dạy thêm chúng nó cách làm người. Ghi chép rồi cứ về nhà mà đọc, lũ mọi giờ học thức không sâu rộng, ngói nát đừng có làm giả bảo ngọc, lũ chúng mày đừng có mơ hồng lâu mộng.
sừng sững như ngày Lê Hoàng đã thắng khi chống Tống. Nước đã dơ thì lấy chi mà rửa lời vua Duy Tân, có ai dám trả lời? Nam Nhi Văn Lan con cháu của vua Hùng Hoàng cớ phải chịu cảnh đớn hèn cả đời. Vua Minh Hoàng từ lâu đã khẳng định Hoàng Sa Trường Sa máu thịt không tách rời. Nam Quốc Sơn Hà mất đi từng chút một, trách chúng ta hay vẫn còn trách trời? Ở Yên Kinh linh hồn Lê Chiêu Thống có siêu toát khi miệng muôn được coi khinh. Tuy nhiên lịch sử sẽ vô cùng tàn nhẫn với những kẻ chịu nhục bắn nước mà cầu vinh. Định nghĩa ái quốc được ông cha ta viết khi ác tôn trị bị lật đổ. Phần Nữ Nhi và Trưng và Bà Triệu còn dám đứng lên về quê cha đất tổ. Tại Gò Công Trần Định rút gươm tổng tiết, gương Trung Kiên còn lưu tới ngàn đời. Sách sử vẫn ghi đại tướng Trần Bình Trọng chờ quỷ nước Nam cho tới lúc tàn hơi. Trời và đất một lần đã chứng kiến và khóc than cho biết bao thời đã mất Đinh Lý Trần Lê Tây Sơn và Triều Nguyễn. Bao nhiêu trang sử dân tộc ta đã lật, dù thời nay hay thời người Việt cổ. Lịch sử nước Việt phải do người Việt viết vô. Mẹ Âu Cơ sinh ra người Việt khổ chứ không bao giờ chấp nhận được Việt nô. Nghe người xưa viết, xem người xưa chiến cho ngày nay tiếc gì máu rơi. Nay người Nam quân thêm một lần nữa hơn người xưa đáp lời núi sâu. Nghe người xưa viết, xem người xưa chiến cho ngày nay tiếc gì máu rơi. Nay người Nam quân thêm một lần nữa hơn người xưa đáp lời núi sâu. Có gì là anh em một nhà lại chia phe với nhau như quân Trung và Ngụy Nhạc. Sao vàng năm cánh này Hoàng Kỳ quê càng cũng vốn sinh ra từ rừng và biển bạc. Lũ dân chuyện chi rẻ kỳ thì Nam Bắc xuống xuôi vàng có dám nhìn mặt Gia Long. Giặc ngoại xâm ở bên kia mỉm cười chuyện Hồ Quý Ly sao thấy vẫn khá giống. Sang trang sách lịch sử vô và cách dịch chữ nhưng trang nào cũng có máu đã đổ ra. Xâm phạm bên ngoài là nguy hiểm duy nhất thì An Dương Vương đã giữ được cổ loa. Chúng ta đều là con dân Đại Việt, chữ xác thác trên tay vẫn chưa mờ. Bay lên như rồng mãnh lực như có bào khí Đông Hoa trong mặt máu xưa giờ. Sẽ ra sao nếu chúng ta trở thành tam vương làm loạn giành ngôi vua vào thời Lý? Đánh giết nhau cho cùng chung dòng máu hình ảnh sâu xa để cho muôn đời ví. Tơi bời thân xác, tơi bời tình thân, tơi bời luôn cả non nước. Lạc Long Quân nếu hiện thân trở lại liệu đó có phải là điều ông mong ước? Một cổ nhung huy chiến thắng tạo dựng ra hình ảnh của nước nhà, nên công oanh liệt ngàn năm bao nhiêu anh hùng từ lịch sử bước ra. Bốn phương biển cả thanh bình là mong ước chung của bao nhiêu thế hệ. Bàn chiến Duy Tân khắp chốn, lời nguyện trái từ xa xưa hiện về. Nghe người xưa viết, xem người xưa chiến cho ngày nay biết gì máu rơi. Nay người Nam quân thêm một lần nữa hơn người xưa đáp lời núi sâu. Nghe người xưa viết, xem người xưa chiến cho ngày nay biết gì máu rơi. Nay người Nam quân thêm một lần nữa hơn người xưa đáp lời núi sâu. Vỡ mặt nạ, tao đấm vỡ mặt nạ.
đã đến giờ lột trần sự thật giấu bên trong lớp mặt nạ. Mask on, yeah. Fucking mask off, yeah. Bị một thằng lạ mặt đất Bắc giặt tay đấm vỡ mặt nạ, yeah. Vỡ mặt nạ, tao đấm vỡ mặt nạ. Đã đến giờ lột trần sự thật giấu bên trong lớp mặt nạ. Những tên cho khốn nạn, hôm nay tao cho ngất cả. Không cần phải trực tiếp tát mặt mày, nhưng lũ chúng mày vẫn bị tao cho đật mặt. 19 tuổi không địch mẹ chúng mày, nhưng chúng mày nhìn tao vẫn như là thấy bố. Lão đại Việt rap giờ toàn gái hay sao, cứ thấy trai trẻ là nhảy vào lấy số. Các con chó càng cay cú cao có càng cố cắn chủ chủ cho cặp cứt đám đông đần độn đú đờn đua đòi đòi đánh đòi đập đòi đả động đức mày ức tới mất tao nhà mình là cứt ép người ta ăn đéo ăn mới tức. Giết thằng như mày tao chỉ cần sơn nước chứ đéo bao giờ tao phải dùng đến sức. Thua rồi cãi thế cãi nữa cãi mãi chỉ khiến tổ đội mày thêm sầu. Bắt cứt bị tao dùng chân đặt đổ còn lũ fan mày đội lên đầu. Thua không rep nổi ấp tút ẩn dụ tao lạ đéo gì giọng fan mày. Đầu bù tóc rối mày bật vãi lồn thằng cái bang ghi ai cũng ăn mày. Ai bắt mày dậy như chó ai bắt mày ăn cứt đâu con. Hay lạc mày với thằng bát hai thằng mày phải cứt bằng vong. Chiến tranh Việt rap như chiến tranh thế giới ngồi một chỗ bấm phím là ăn. Nhạc tao ngày nào cũng giả như tên lửa chúng mày thốt lên vãi lồn trăm. Vỡ mặt nạ tao đấm vỡ mặt nạ. Bị một thằng lạ mặt đất Bắc ra tay đấm vỡ mặt nạ. Vỡ mặt nạ tao đấm vỡ mặt nạ. Đã đến giờ lột trần sự thật giấu bên trong lớp mặt nạ. Mask on, yeah. Fucking mask off, yeah. Bị một thằng lạ mặt đất Bắc giặt tay đấm vỡ mặt nạ, yeah. Vỡ mặt nạ, tao đấm vỡ mặt nạ. Đã đến giờ lột trần sự thật giấu bên trong lớp mặt nạ. Chúng mày chính thức tắt điện đó lũ ngu. Đánh mày nhập viện ôi thật bất tiện. Vì thằng quân hiện giờ vũ phu dạy con chó lạc thì dần khôn. Nơi bác kỳ rap ở vần đơn vần tao đại bác bắn cho tam nát. Giờ thì cái xác mày cần trôn. Tao này giữ ý chỉ ra tay bố thí. Style bọn mày giờ đây cũ kỹ. Đéo cần punchline gây chú ý. Tao cũng đủ để thổi bay lũ đi. Đào hố mà chôn xác vặn cổ thằng Pipo. Ỉa vào mỏ thằng Sôn Bát. Tao dặm cả trăm kilo. Kỳ này chết chắc. Ít mẹ kỳ này hết phất. AVP dùng nửa công lực cũng đủ để đi mà hết nấc. Mày đòi hốn ở đâu chứ ra ngoài đây thì đầy phép tao. Đừng hỏi tại sao mày đéo thể khôn. Cũng là bởi vì mày ghét bác. Trong cổ họng mày toàn là cứt hút từ cây bong của Sôn Bát. Khi sổ giọng thằng Pipo ngọc vì cứt cô đọng vào trong rap. Người tao béo vì tao nhiều vần vì tao nuốt chọn bao rapper. Còn mày cục mơ gì đâu gây bãi lồn bọn tao phát sợ.
Nhà bọn mày như cứt, tôi thằng ngu hip hop thần chủng. Tao nghe xong một lần rồi vứt như bao cao su chỉ một lần dùng. Bọn mày nên nâng cao dân trí trước khi tự phụ. Đón kiếm hồng toàn tự nhận người con cửu long mẹ mày bị đụ bởi chín rồng. Nhà bọn mày như cứt, tôi thằng ngu hip hop thần chủng. Tao nghe xong một lần rồi vứt như bao cao su chỉ một lần dùng. Bọn mày nên nâng cao dân trí trước khi tự phụ. Đón kiếm hồng toàn tự nhận người con cửu long mẹ mày bị đụ bởi chín rồng. Bay chưa, say chưa, giờ đã rõ thắng hay thua. Cay chưa, hay chưa, bịt mẹ mày đủ hay chưa. Ơ kìa đâu cả rồi, sao tưởng có tổng tư lệnh hay tìm góc kín im lặng và ngồi đây mấy con chó bỗng như vậy. Khả năng tao là trời sinh, bọn mày thật tệ là xúc sinh. Bọn mày cay cú mặt nóng đỏ như máu con mẹ mày lúc kinh. Tao điên tiết là rất phiền phức, cả thất đi giết ở đất miền Bắc đủ làm chết khiếp thằng nào muốn tiếp. Dù ai cũng biết thằng quất hiền hết. Trình độ tao chúng mày đéo cao bạn muốn được học hỏi thế tới cả mau là súng vật đéo chịu để hương yên vậy. Cái đám óc chó lại bò với Lai Châu ngu si hưởng thái bình chửi nhà nước rapper miền Bắc lại tới vào bình định mà nó không hòa bình vì từng miền Bắc cạn nhân tài không còn được cái nào trình đỉnh kéo bầy càng dễ tát miền Nam dã tràng xe cát kiểu nhạc óc chó vẫn chỉ để thỏa mãn lũ fan náo tàn nghe rap truyền thống hai mặt thằng nào cũng có khả năng biết diễn và biết cắn xỉ nhục mà ta đéo phải phán bởi vì quyết chiến là quyết thắng. Nhà bọn mày như cứt tôi thằng ngu hip hop thần chủ tao nghe xong một lần rồi vứt như bao cao su chỉ một lần dùng. Bọn mày nên nâng cao dân trí trước khi tự phụ đón kiếm hồng toàn tự nhận người con cửu long mẹ mày bị đụ bởi chín rồng. Nhà bọn mày như cứt tôi thằng ngu hip hop thần chủ tao nghe xong một lần rồi vứt như bao cao su chỉ một lần dùng. Bọn mày nên nâng cao dân trí trước khi tự phụ đón kiếm hồng toàn tự nhận người con cửu long mẹ mày bị đụ bởi chín rồng. Lâu lâu mới được cái beat mà tụi mày biết thật sập lâu. Bên lai mày sâu vải đái cũng chỉ phục vụ thi lợi ta làm nông. Trồng nấm trồng cỏ trồng lúa trồng quả đem hết tất cả cho miền Nam. Còn rơm còn rạ phía sau thành quả xuất khẩu ra đó cho mày nha. Khi màn hình tắt mày tự cân nhắc liệu mày có chắc mình là ai. Khi bài nhạc tao vẫn còn tồn tại đó là minh chứng điều mày sai. Trường phái của mày là gì? Chắc vừa quỳ vừa lắc hay hòn giái. Không phải là underground hòn trái điệp mà xâm luôn nguyên chữ nhá. Vũ phì đã nắng nốt sai cố đè sao sai cho thành đúng. Đây không phải đại kiến nó sai mà lời nhắc ai không nên thành chung. Tự hào dân tộc thì học làm sao thành dòng giống chứ không phải dòng lên cây cố bảo vệ trên đầu bóng hồng và hồng lâu mộng thứ mày đọc đó chỉ là phim gấp ba trong khi chắc bố mày đem qua xa nhà mày và bà nhấp nhã tạo cả Disneyland nhưng bỏ làng ranh thị trường đó thì ngàn bên ai cũng là chém gió mày đã tự coi thường nó. Thủ đô để thủ cái gì mà rap bài like cũng không thể thủ đạo. Mày không có biết quen đồ đánh back on mic nghe như không đủ thạo. Cả đời tao chỉ biết công nên có thành công gọi là không thủ đạo. Chất rap nếu đã nhạc bay nên tông màu ai mới gọi là chủ đạo. Tất nhiên mày tắt màn hình tới giờ cuốn gói ra đường đi ngủ dạo. Càng chơi thì sao càng đỉnh mà một mình tay tao đây cũng đủ tạo. Con đường để đưa việc rap ra khỏi biển kép và tìm một quỹ đạo. Khi tụi mày tự bán mình thành vai đầu star rồi la như đi dạo. Nếu BDK là bình phong thì trên ống cũng gọi là vô giá. Còn sư tổ nhà mày thờ bình phong nhúng đầu mày vô nguyên cái sô đá thần tượng nhà mày đó có trình không mà cứ định xong rồi vô đây phá xong rồi đổ tội cho kỳ thị á tao đâu ngại mà solo ba. Nếu ra được tao vẫn cười nói mời mày chiêu ở cô khô ba nhưng trên nhạc tao cho mày biết là đỉnh miền Nam từ đâu vô ra sống miền Nam từ đâu xô ra ngã người ra sofa ngắm từ trong coca thuốc đắp như vị ngọt từ trong sâu xa.
ý gì khác. Cho tao rap ác vì ý, và ý của tao là đem cái chí mà dành công lý vì rap. Tụi mày đừng nhăn nhó nữa, tao chấp cả fan cho sủa. Tự hỏi cái lòng mày coi, biết khi nào tụi mày có cửa. Thuốc bắc sẽ được sắc từ cây nam, một bát thuốc đắng mà tao chắc là gây đam. Tạc cả màn hình vì bàn chân thì mày đuối, dắt mỗi bọn fan cũng không tránh được ngày cuối. Thuốc bắc sẽ được sắc từ cây nam, một bát thuốc đắng mà tao chắc là gây đam. Tạc cả màn hình vì bàn chân thì mày đuối, dắt mỗi bọn fan cũng không tránh được ngày cuối. Gây ra để gáy rồi bảo đéo thèm quan tâm. Dây ra để đấy thì tao kéo rèm sang năm. Hip hop miền Nam hôm nay lại đại giáo quan lâm. Phát chích mẹ cái thiện chí coi thằng đéo nào an tâm. Yêu nhau cho lắm để là lắm thằng gian dâm. Dương cờ cho cố dù chỉ số mày đang âm. Lý do lý cháu trông có vẻ rất khoan thai, nhưng khi đem ra giác đấu la như đi mắt gian mai. Hòa hoãn là hạ sách, thượng sách là phạt giao. Tính tao vốn thẳng thắn nên thẳng thắn đừng gạt nhau. Nếu rap game là đạo thì chắc chắn tụi mày lạc đạo. Chấp vá ly rút vậy cũng gọi đây là nhạc sao. Phân kỳ là phân gì mà ức kỳ phải bắt cho kỳ được. Phân kỳ từ Tây Đô sao thủ đô phân mì được. Phân gì thì phân xong tụi mày ăn phân thì được. Tụi mày đéo được cái gì chỉ hồ phán phân kỳ ngược. Thuốc bắc sẽ được sắc từ cây nam, một bát thuốc lắc mà tao chắc là gây đam. Bắt cả màn hình vì bàn trên thì mày đuối, dắt mũi bọn fan cũng không tránh được ngày cuối. Thuốc bắc sẽ được sắc từ cây nam, một bát thuốc đắng mà tao chắc là gây đam. Tắt cả màn hình vì bàn trên thì mày đuối, dắt mũi bọn fan cũng không tránh được ngày cuối. Phong cho mày thành Việt Vương cũng chỉ một câu là tiễn. Tao không phải là phù sai, mày lấy sàn đâu mà diễn. Mấy con chó này hù ai, bảo ai đang bàn kiếm chuyện. Thì tao sẽ kiếm cho đủ tiếc, đại vi nàng ngang liếm miệng. Dẹp bẹ cái tư tưởng mày cộng sinh. Mày ký sinh thì có chương trình có đéo mà động binh. Năm nào tao cũng chào cho miệng mày ngập một họng tin. Vậy mà vẫn ráng la sang sản cả băng đảng như động kinh. Tụi tao rõ ràng phân biệt là rác bắt kỳ rác. Vậy mà nó cứ bẻ sang máu bắt kỳ khác. Vì tự nhận mình sáng tỏ khi con mắt thì lát. Nếu tụi mày mát thì lát hỏi sao rác bắt kỳ nát. Làm thì một nẻo mà nói lý thì khác. Nên cái trí trong từng câu nó bí ý vì nhát. Không muốn đấu vì từ lâu mày nặng ký vì mát. Chứ giá trị khi đem cân không có khác gì khác. Thuốc bắc sẽ được sắc từ cây nam, một bát thuốc lắc và tao chắc là gây đam. Tắt cả màn hình vì màn trình thì mày đuối, giặt mũi bọn fan cũng không tránh được ngày cuối. Thuốc bắc sẽ được sắc từ cây nam, một bát thuốc đắng mà tao chắc là gây đam. Màn hình vì bàn chân thì mày đuối, dắt mũi bọn fan cũng không tránh được ngày cuối. Xác định chỉ xem như giải trí, vỗ tay chờ xem mày hóa khí. Anh
đủ. Thằng chó lại nói là thôi right now I'll beat. Chứng tỏ trên rap mày ngu như single đòi lên trên top hit. Khác nào nói đi SK sống lâu cũng rap như củ cạp bỏ vào bắn bắt để mày có cớ để thời điểm danh cho đủ mặt. Nói về bỏ vần mày chắc bằng tao, mày sắc bằng tao không mà láo. Chắc mày bỏ cần để về với đá với trẻ nên bản thân mày ngáo. Đông quốc sân Hà Nam lưới cười, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Bắt cái quần què thích gây sự, mày nói không phải tại đi ư? Chuyện sở trường mà ngày tao nay có còn bỏ sĩ vần giọng mạch định. Nguyên mở đường làm về sau đây nói bọn nhỏ chỉ bần đạo mạch thỉnh. Luyện cả thương và kề giáp phải cớ gọn bỏ sĩ đần sầm mạch tỉnh. Bị lỡ đường này hà nhau hay thói nhộng họ chỉ cần đạo và chỉnh. Câu cục câu què nó nhè nó cắn trong này chỉ giỏi việc cày vần đơn. Lâu thọc sau hè đồ mẹ nói nè không thầy chỉ lối thì mày đừng thối. Gọi tao ông nội thằng cháu nằm nôi bố láo cá chép ăn dép không thôi. Luyện trình bao năm vẫn nằm kèo dưới thì biết bao giờ tụi mày lên ngôi. Mày đã quen với tình khúc thì tao sẽ chạy về trường ca. Việc rắn mong chờ tao khai bút thì tao khai bút để em qua. Từ nay không cần đến hoạt khí bởi vì phong cách mày quá đỉnh. Xác định chỉ xem như giải trí vỗ tay chờ xem mày hoạt khí. Nếu mày đã quen với tình khúc thì tao sẽ chạy về trường ca. Việc rắn mong chờ tao khai bút thì tao khai bút để em qua. Từ nay không cần đến hoạt khí bởi vì phong cách mày quá đỉnh. Xác định chỉ xem như giải trí vỗ tay chờ xem mày hoạt khí. Phủ nhận, công nhận lại phủ nhận. Mấy thằng rảnh háng tao nghĩ là năm nay mày đông đủ thật. Tức là xác nhận vì mày chấp thuận điều mày chối bỏ khi tao nói rõ. Trong 954 là Maker 2 2015 quá thâm ơi. Mày tao đâu phải cái kỳ thị, bọn tao là người đi thống nhất. Thống nhất miền Bắc lặng im với mainstream. Điều chúng nói trong lòng lo lắng nhất không biết rap xưa chia năm miền. Nhưng hai phần thôi là chỉ có underground Việt Nam và underground làm đỉ. Viết my style, văn tế, cách rap kinh như thần tướng và nghệ sĩ trong giáo khoa của học sinh. Your style, ngôn tình, cách rap, bùng binh không hề có logic nên cắn đít của Ngọc Trinh. Mà nếu nhớ tới bàn anh một MC thật huyền thoại, tính cách tụi mày xì tin chắc nhật ký kỳ truyền dạy. Việc qua đã khép lại, chia ra được hai đảng. Fan hồ cứ nghiệm xem rốt cuộc là ai phải. Nếu mày đã quen với tình khúc thì tao sẽ chạy về trường ca. Việc rắn mong chờ tao khai bút thì tao khai bút để em qua. Từ nay không cần đến hoạt khí bởi vì phong cách mày quá đỉnh. Xác định chỉ xem như giải trí vỗ tay chờ xem mày hoạt khí. Nếu mày đã quen với tình khúc thì tao sẽ chạy về trường ca. Việc rắn mong chờ tao khai bút thì tao khai bút để em qua. Từ nay không cần đến hoạt khí bởi vì phong cách mày quá đỉnh. Xác định chỉ xem như giải trí vỗ tay chờ xem mày hoạt khí. Khi đã bắt bệnh bốc thuốc và báo tang thì đây là bó nhang ông nội mày đi cúng. Bước thẳng vào trong lễ động hoàng của Northside Gang mà không hề nào muốn. Mấy thằng quảng cáo game tụi mày đã ngáo phèm thì Northside Clan tự hỏi làm sao đúng. Từ rap giải ngu mà sang rap giải trí còn chối chưa hề bị thị trường tháo túng. Thực chế cái gì mày rap như trả bài kèm thêm 10 startup đoàn kết bọn sủ nhi. Hơn cao như xin dao đúc rừng mà chọt chọt vẫn bị thanh trừng bởi ca thích ưu tư. Tao chỉ hỏi một câu đơn giản mày trả lời nguyên nhân là gì để đề cập phân biệt. Mày không phải đang lợi dụng đến tuổi tao hay là hệ quả của thần kinh phân liệt. Bọn ngựa miền Bắc đang định bắt ve sầu, đâu ngờ chim sẻ vui vẻ đứng sau lưng. Nếu soi gương rồi chạy trước và nhìn lại MC là gì mày còn xứng đôi sao hứng. Thằng Bass nó nói với tao nếu mình còn diss là tụi nó sẽ còn sống. Tao chỉ đáp rằng à tiếp và fan nó như con cặc để cho nó chết nó cũng không ngừng rống. Nên nếu cần thiết thì tiến về Đà Nẵng hai miền đại họ rồi ba đồ liếp chơi để coi sống thần đổ bộ vào Bắc Bộ. Hồng Lầu có cứu tụi mày khỏi đi mơ. Kẹo này vỏn vẹn chỉ 40.000 đô, cứ đặt tiền vô ai thắng thì lấy hết để coi trình độ chính xác nó thế nào. Ngoài đời ra sao ai nấy đều thấy hết, cũng không cần chặt đến giòn cái thua thì để lại tay nào mày cầm mai, còn tay còn lại để hối lỗi vì đã chót mà tôn thờ nhầm sai. Tính ông mày một là không chơi, còn nếu chơi thì chơi cho phải lớn. Thống lĩnh hảo hán cả sao sai, rèn luyện nó sai ba miền đều phải ớn. Không Facebook, không comment, không ngụy biện, không chỉ trích, chỉ gọi vốn rồi ấn định. Ai đại diện và chủ đích so trình lấy tiền cho tao để đéo rảnh mà nghe. Mấy thằng hề diễn hề rồi phân bùa, có hề gì mày đâu phải họ Bách Lý. Mày chỉ là phò làm trò dưới chân vua. Tao đấu về style, đấu dòng nhạc, đấu về phát, đấu cả bên slide, đấu về flow, đấu về thanh dấu, đấu về kết cấu, đấu cả freestyle, đấu về fan, đấu về khí chất, đấu F1 rồi đấu tới F5, đấu về gan, đấu về ý chí, đấu sự thống trị cho fan mẹ F5. Và đấu với tâm không chỉ cần bút mực, đấu với tâm cần sức và cần lực, và đấu với nhau cần nhất là thực tài, cho tao thấy một chút về thực tại. Mấy thằng khoe mẽ mình giàu có tài khoản chính số vẫn không thi cống hiến cho rap về được thế hệ mới thì mấy con gà
chọi mày hay quảng cáo cũng chỉ là trống thiến. Mỗi thằng fan chỉ cần bỏ 10.000 thì vàng rap Việt sẽ trải ra thảm đỏ. Nếu lòng mày to hơn gấp 100 lần thì rap Việt huy hoàng chưa từng có. Nếu thời gian cho mỗi comment đấy chỉ cần 1.000 thì mỗi ngày cũng có vài vạn tỷ đi, chúng mày chung tay xây dựng tượng đài nghĩa trang ngoài đó. Nên 1.6 tỷ đâu có nhầm nhò gì so với lòng fan không thể hiện, kể cả nâng lên 160 lần cũng là nghĩa gì để mày lấy được thể diện hả? Mấy thằng tự hào quyền lực địa lý kèo trên vẫn phải nằm dưới mông của Trung Cộng. Một tay tao ôm Biển Đông, một con giữa lên kèo trên cho dư không chung mộng. Chú Long phải khác với cô Hồng, style bở nít không phải của Cửu Long. Gom hết hợp đồng ở ngoài đó để coi tiền đường mày có chung đủ không. Thua cũng không tức, mà thắng đáng sức mày bỏ ra. Bỏ nhang tao cấm và để đó, còn nếu mày sợ thì cứ việc bỏ qua. Bởi vì thua cũng không tức, mà thắng đáng sức mày bỏ ra. Bỏ nhang tao cấm và để đó, còn nếu mày sợ thì cứ việc bỏ qua. Tỏ ra thanh cao thơ thẩn như sao, thủ đoạn vừa hèn vừa dơ bẩn. Mấy thằng vơ vẩn đang muốn được nổi danh, anh em vào xem chuyện này có ngớ ngẩn. Nên chùm nho là để cho con cáo, còn mấy thằng ảo nên hái lấy chùm bao. Miệng nói pi chứ tay lại cầm dao, thì thằng đâm lén bên hoạn cầm giùm tao. Rút bầu phân ăn giọng cho cả đống, rót một giọng lại cộng với ham phen. Nên luôn tỏ ra phong cách mình bị hại, diễn tuồng như thật tư chất của nam em. Ấm ba là bẩn để nhập vào anh bắt, đến nỗi da vàng đã hóa ra xanh ngắt. Phanh hồ canh chắc cũng chỉ là bàn đạp chớ dại, mà đùa với anh là thanh sắc. Rap Việt luôn biết anh đây là mảnh hổ, em bảo rap dài đắp dai và rap dở, đến là ngụy biện của cái bọn mặt dày. Một khi cảm thấy chân của mình đã hết cỡ, anh biết tụi em đã lỡ gáy, nên dù ái nấy cũng mặc váy đến tận cùng. Dù gặp cho tụi anh bị sợ cái, anh vẫn chém máy để em chạy tới tận cùng. Kính câu mấy đứa không cần nữa dùng thính, flow anh đưa cho mấy em biết sùng kính. Thờ lại dòng rap chính thống, nhờ vậy khi bị rap dính sống vẫn không bị dính bóng. Giờ đây một ngọn hồng đăng cho đám khăn hồng phơi xác đồng hoang. Khi cậy nhờ fan gió lai ba họ lết lên mơ mộng nam tiến ăn rồng. Và một phim đầy áp với tận nắp, có đủ tỉnh có đủ sức nạp được caffeine. Hay đã quen với cái trò thao túng thị trường hai mặt như cặp phê pin. AVP rap Việt phốt ăn diss cho quen, vảnh tay lên mà nghe cho rõ thế nào thực sự là Disneyland. Chờ nhạc của tao không nhạc của tao, thì nhạc tao đó chúng mày cắn đi. Quân đoàn chính tả thả thính là ăn bả, tao vả nhiệt tình ăn đủ thì phắn đi. Để tao thích tao thì cứ vào kích tao, cố đã kích tao để vào với phản diện. Tao sống đủ lâu để hiểu được lý do vì sao mày ra sức cỏ phím và phản biện. Tao đéo thù ai cũng đéo ghét ai, tao chỉ thích lên mai bật beat và ghét hai. AC là ai chỉ là ngọn lửa nhỏ thấp lên huyền thoại của vùng đất Westside. Nếu vở tù kia đã có người diễn không có người xem thì thật phí còn gì. Tao sẽ viết thêm cho nó thật phong phú, vì cái thú gì bằng viết ra giai thoại bằng nhạc để fan nghe nhạc có thể hình dung câu chuyện về hòa bình giấy mà những người ký chẳng hề có cái nhìn chung. Đây là thể loại gì, thể loại của tao mà mày chưa từng thấy. Nhật ký còn dài 2018 không rap từng bài mini mixtape một hit năm bài. Mày cho tao lấy sự miệt thị, tao tặng lại mày một ý tưởng. Việc rap thời đại mới đã bắt đầu, không cần cầu chung một chí hướng. Mặc sức cạnh tranh, mặc sức mà cộng hưởng, mặc sức phân chồng vươn tới đều không tự. Chiến trường rực lửa rèn vũ những thế hệ cạnh tranh về tác phẩm. Biết cho người khác ngậm, biết cho người khác quẩy, biết cho người khác gãy, biết cho người khác chảy vào trong mê cung. Anh năm từ ngữ không tìm được lối ra. Xin lỗi đi nhậu làm hòa bắt tay, thì tao tự hỏi thằng cu tóc vàng có thấy nhục lúc nó vẫn bỏ sổ. Hóa ra mọi thứ tụi nó thể hiện chỉ là cục xúc. Mày chỉ vào nhạc chỉ chơi canh bạc, chỉ trích từng từ nặng ốc từng bên. Tao bước vào rap để đánh cờ người, để đánh cờ rap để chiến nhiều hơn. Tao kỳ thị rap không kỳ thị người, mày kỳ thị tao thì tao chỉ cười. Vì kỳ là cờ nên bắt kỳ rap, nếu mày không thích tụi tao sẽ đổi thành bắt cờ rap. Fan ngang như cua thích làm thanh phán, fan ra như vua. Nhưng tao là giấm mày là da u, và tao sẽ đấm mấy thằng a du. Tụi mày là dân vừa ngu vừa dốt, chỉ như con mũi vừa bu vừa đốt. Nên bữa một bài vừa thu là tốt, để hãm mày lại vì gu và mốt. Biot mày thiếu năng khiếu lại ngu, đã bệnh rất nặng nhưng thiếu đại phu. Ở đây thừa mứa không thiếu đại du, nên khi cần thiết việc rap đại tu. Đúng ra nằm mắt anh em một nhà, như nhà mày dột lại cột trong nhà. Thằng anh em tốt không ngại xông qua, mày đem ra đốt không ngại sao qua. Cơ bản chí hướng giờ này đã khác, một thằng đi dọn trăm thằng xả rác. Rap Việt chảy máu bao giờ đã khác, thời đại hoàng kim bây giờ đã khác. Đào tạo đứng chính chỉ đứng trong nhà, để khi chó hứng là bướng ông bà. Ranh giới nó mỏng nếu nói không là, hòa tan hết mạng cây móng cây đà. Tao không cần
thiết nên chiến nên hòa. Vì khi tao viết tao biết luôn là ranh đen, việc rap từ nhạc tới fan mong họa hiện hữu rồi gạch viết đen của hòa bình giấy lan lỗ vết hoang. Nên dẹp cái mộng cho đỡ rối ren, nên dẹp cái mộng cho đỡ rối ren. Việt Nam mà không sợ bất chắc, giết mấy con roi bọ đăng ký thì dễ còn hơn cho bàn tay. Những đôi chúng mày trên giàn tôi chỉ như đấm cho tàn gặp gió tàn bay. Queen Bee AKA là Bucky Queen, mấy con roi bọ chúng mày gặp tao thì dựng cái bồn mày im. Mấy thằng mà quen ngày nay chơi hip hop từ Wu Tang Clan, nhưng mà tao đánh cái trường phái mà theo chắc chắn là đu cái clan. Cô Tech với Diana nên sản xuất bằng vệ sinh màu vàng, để tao có thêm tưởng nhớ về Sài Gòn mỗi khi mà tao đến tháng. Tao sống thì phải thở chung bầu không khí với lũ Việt Gian, đi đưa chuyện tư tưởng chống cộng chỉ khi mình nhéo với người Việt Nam. Cái cầu não bộ cũng như tư tưởng của mày đều mèo mà khó sửa, gặp tao thì mày như cầu dính độc lập 575 làm đéo có cửa. Mày nói là anh em tao thế nhưng lại đứng bên kia trên tuyến. Mày nói mày không tham chiến nhưng tại sao tay mày vẫn cầm sẵn kiếm. Mày nói vẫn là anh em thế nhưng sau lưng mày làm gián điệp Việt Nam, vẫn đéo có chỗ cho lũ ba que nên ở đây đéo có đón tiếp. Miền Tây cái nôi của nghề làm phò đéo cần tìm cũng thấy biểu hiện cái làm bị thấy rất tự hào nên đi đâu cũng trưng biệt hiệu. Yếu thì đúng là đéo có óc, nghe xong trách này thì biết để thắng bọn ta sẽ rất khó nhọc. Động vào những người bảo vệ thủ đô chúng mày nên nghĩ kỹ đi. Hà Nội là thứ ngọc quý, động đến bị tao chặt mất tứ chi. Dám gây sự với bọn tao, mày tưởng mày gắt chăng? Kể cả trên này chúng mày có cửa thì lyric tao vẫn như xe tăng. Động đến miền Bắc mà sao chúng mày không hồi tưởng lại đi? Đéo có bọn tao giải phóng thì bây giờ chúng mày nói tiếng gì? Được tao một cờ ba sạch để tao đốt cho cháy thành than. Tao đang thổi cùng không khí với người Việt Nam hay bọn Việt Gian. Cái lũ chiếc đường bi miền Bắc mà giờ dám quay lại cắn thì để tao khoa móm trận này các mày mày lại thắng. Trước mà mồm kêu hòa bình mà giờ ngược lại thì tao nói nhỏ nhan. Tao tưởng chúng mày thì nào hóa ra cũng là cái lũ và que xỏ lá mà mồm ra chửi Bắc Kỳ. Chúng mày đúng là lũ vô học cực kỳ. Việt Nam cứ đỏ sao vàng chứ đéo về cơ bản sao. Bắc Kỳ đéo khoác lác và cũng đéo bao giờ ba hoa. Nghìn năm thăng long cũng khăn gian khổ cũng không bao giờ gục ngã. Đứng lên bảo vệ quê hương dù đổ máu tôi cũng không sợ. Tất cả bọn tao stand up, đừng hòng thắng chứ giữ trong mơ. Oh mày Bắc Kỳ stand up. Oh mày Bắc Kỳ stand up. Oh my Bucky stand up. Oh my Bucky stand up. Oh my Bucky stand up. Và miền Nam bắt tay vui vẻ giờ quay lại bếp mày đéo hỏi hàng ai ăn cháo đã bắt tụi tao thể loại như mày còn tỏ vẻ khoan thai. Thế thôi mày không cô vợ mà đéo bích nhục mở tích để tao lại một khi mày đã muốn chiến tao cũng đéo ngại nâng xuống mày sao sai. Quên tao vẫn dư lửa khi tao lên tiếng phanh chắc gì quên. Không chỉ nắm bắt tụi tao Việt Nam, đám tụi
không mày là giặc. Disneyland đấy phải sàn diễn mà tao gọi đó là chỗ để đặt. Con kéo pháo tất cả nó xa tao tiếp tụi mày bằng súng nhắm. Nó nhạc miền Nam như băng vậy xin bài này tao vả mày đúng thấm. Nó giết miền Nam như chở bàn tay. Nói gì chơi này, về chồng Foxy tao nhắc lại cây ở đó ra chắc này hơi khẽ. Sài Gòn tao vẫn hiên ngang, dù đổ máu cũng vì sâu sai. Sài Gòn tao vẫn như lửa, dù có chết cũng là sâu sai. Sài Gòn tao vẫn hiên ngang, dù đổ máu cũng vì sâu sai. Sài Gòn tao vẫn như lửa, dù tao có chết cũng là sâu sai. Chó đừng mong đứng ngang hàng trên trách mồm chửi của tao marketing. Tôi không mau nhìn lại những thứ mày đang làm. Thằng bán bông cứt thằng đi quảng cáo ven công nhận. Lũ ngu và mày cũng lao phết nhận mình là cứt. Xong nhận mình là cặc nhưng mình luôn là chó thì nỗi nhục sao hết. Thủ dâm hội đồng bằng cách đi bịa đặt. Tao tự hỏi tại sao chúng mày phải cực thế. Tư lệnh miền Nam có kế sách lồn gì. Thứ duy nhất tao thấy đó là khổ nhục kế. Lý lẽ xàm lồn cô gái cho sang mồm với cả lập luận thiết lập cực kỳ sai. Trách này tao viết để lật mặt bọn mày. Nên nếu cay quá thì không cần reply. Chỉ biết chê flow rồi đến chê giọng khó nghe. Đó là tất cả những thứ mà bọn bố láo thường dùng. Nhưng mà nếu cứ lẽ ấy mà bọn fan vào nó chê thì chứng tỏ lũ ngu chúng mày đang dần vào đường cùng. Mở một ra chê flow bằng này cho bố mày xem. Tao sinh ra chuyện để khó món để cho đời chó này gen. Tao không bắt mày ngu, không bắt mày la làng. Chỉ bọn đi từ bố của nhau rồi tôi phát sái ra hàng. Nhanh chóng đi ra khỏi phòng uế vào mõ mấy thằng ngu để phân biệt. Mấy thằng oắt con nghe xong mà không phế thì rốt cuộc cũng bị tâm thần phân liệt. Quy định địa lý vốn dĩ là đã định. Hôm nay chúng mày phải chút hơi thở cuối. Dù thế nào thì miền Bắc vẫn ở trên, còn miền Nam thì mãi mãi là ở dưới. Bắc Kỳ, thằng nào muốn chết thì ra mà xứng danh. Bắc Kỳ đã đến, chúng mày lo mất cửa nên phải gọi mấy con chó ra đứng canh. Còn lũ ngu si bố liếm đít idol rồi cùng thủ dâm với nhau cười nhe răng. Bọn tao ra nhạc thì chỉ có viral, mày sợ vãi đái khi thấy là xe tăng. Một lũ óc chó các con phải hiểu rõ, không là được thì im, đừng có cái kiểu cố giết hết lũ ngu. Đồng nghĩa với việc là miền Nam trở thành vùng dân tộc thiểu số. 2018 ta phải dạy cách deep, một cách chuẩn mực cho mấy thằng ôn rap. Để phải ngu như chó hay là ngu như bò mà địt con mẹ ngu như thằng Sơn Bát. Nên thằng mình như cứt xong lại nhận như cặc, cứ thế đòi chống tao thì sao mà dũng tha. Thì chắc là nhạc mày được xuất ra khi lô đít mày và các bạn tình dung hoa. Nói đến sự tuần hoàn của cướp trên thế giới, chỉ xôn bát với ỉa ra là rơi. Bố Denver bỏ con mẹ nó thuốc khi ông bị bắt cầm bom dù làm hơi. Cái mồm chúng mày thơm lắm đấy, nhưng đằng sau là câu chuyện bi đát. Bát và Rick dọn vi khuẩn cho nhau bằng cách đá lưỡi theo kiểu của Vitas. Một lũ chết đói kiến thức chỉ chìm sâu. Lần này các cháu mong bật cậu quá khó. Người xưa từng nói đất lành thì chim đậu, nhưng chim của ta chỉ muốn đậu má nó. Nhanh chóng đi ra vào phòng uế vào mõ mấy thằng ngu đèn phân biệt. Mấy thằng oắt con nghe xong mà không phế thì rốt cuộc cũng bị tâm thần phân liệt. Quy định địa lý vốn dĩ là đã định. Hôm nay chúng mày phải chút hơi thở cuối. Dù thế nào thì miền Bắc vẫn ở trên, còn miền Nam thì mãi mãi là ở dưới. Tất cả anh em trong đội năm bảy năm cùng cá chết mẹ và thằng chó đẻ và chiếc xe tăng đầy xăng. Tất cả anh em trong đội
đứa đi qua đường tưởng đã trên ma sói chắc. Vì tôn kinh có lợi ích khác như dỗ cha mà chỉ cần sai phở chứ đéo cần mời tới pháp sư. Phan đó vẫn ủng hộ vì mày ép vần nghe vẫn còn hài, chứ thực ra nhặt mày như lồn đéo ai thích một cái lâu dài. Mau mà câm lại đừng nghe mấy lời đồn đại như hòn ngọc viễn đông chỉ mày chưa từng tồn tại. AC bitch lần này gặp phải bi kịch, đứng ngơ du suy tính trình độ mày giờ nằm dưới mức quy định. Có mà ngốc mày toàn chỉ đồng thì đòi dạy đời chết punchline, punchline bọn tao như cặp mày đéo có punchline đâu. Cái loại dùng vần nhiều không nội dung đúng khép hại hơn. AC viết vần như làm sinh tố đi mẹ mày ép vãi luôn. Cái thằng gã âm binh như đồng anh hết đa mà cứ tưởng đang ngự giá đan tranh mày là tâm vệ nên cẩn thận tâm bị tao bắn nát giống như Hoàng Xuân Vinh. Còn nếu mày cứ thích lì lẽ thì bắt kỳ chơi mày đừng luôn lì lẽ của mày kiến luôn game mày. AC ấy nói đeo có được kiến kẽ mày nói bán mình như viral star thì mày ở lăng yêu đi nghe si hai black đi về rick làm gì có ai mà lao theo kịp. Check lại đồng thông tin mày hấp vào mãi trước khi mày cố và cãi, hãy nhớ là hai trong ba thằng trên đã từng diễn rap trong khi bọn nó giả gái nên đừng ra vẻ trên cơ đất bắc vì bọn mày real hip hop tận căng khi mà số lượng rapper giả gái của mày hơn tận 200%. Đấy là fact, số liệu thống kê đấy là hàng thật. Nếu đời chúng mày là sách nó sẽ có tên là BD toàn tập. Kết cục chiến đã rõ, cần gì phải tốn thời gian thử. Cuộc chiến do đội đàn ông này đương nhiên là cuộc chiến nam tử. Chúng mày đéo có gan thử dám bảo bọn tao nhạy cảm. Ư mày đã có ý đồ bất thiện lần này sẽ đéo được nhàn. Cứ lôi hồng ra miệt thì ẩn dụ dù này bẻ lại cho xem ngay vì địch cửu long dễ như chơi bố mày cho rồng rắn lên mây. Nào thì chơi Việt Nam với cả chơi Việt Bắc, chơi chưa cool mà chúng mày cứ tưởng chính ai đồ tuyệt nhất. Lũ mọi giờ bẩn thỉu này chắc lại muốn khoe để thi gan hay chúng mày muốn nhìn cảnh trai bắt đáy vào nhà vệ sinh nam motherfucker. Chó ngọc giờ cứ ngỡ là mày gắt cơ, lời chốt là chúng mày cố phát âm chữ Bắc hay là bắt cơ. Wordplay vẫn còn kém để dù là mẫu cho mà xem. Sao chưa đến Tết mà mẹ nó bắt ăn em yeah. Bắt ăn em yeah, mẹ nó bắt ăn em. Sao chưa đến Tết mà mẹ nó bắt ăn em. Nên lần sau đừng nên quấy, cho đói sủa gan thì bác sẽ nướng cho một mẩu nem cháy. Lũ hèn chửi mà đều dám nhắc, tại sao dám nhắc tên dù chúng quay toàn vỏ bọc nên chỉ làm nem ngu. Đừng có trách tao, bè đờ ra trách để trách mày. Dây lại lúc chúng mày cùn thì chỉ còn một cách này. AC mày lôi nông nghiệp ra mặc khoe khoang gì vậy. Đủ giúp đâm cửu long nổi tiếng bởi vì con nam kỳ cây. Chúng mày rất dại, sao một chửi xoáy hèn thì nên ngấm lại. Đoạn trên là để chứng minh chúng mày cùn cũng là kiểu cùn thất bại. Đây đéo phải là phân biệt, đây là mày nổ thì tao phản pháo. Đây là thứ đoan đã từng nhắc đến đi vẽ, đây chính là quả báo. Tất cả anh em trăm đôi năm bảy năm cùng cán chết mẹ mấy thằng xạo lồn một chiếc xe tăng đầy xăng. Tất cả anh em trăm đôi năm bảy năm cùng cán chết mẹ mấy thằng kỳ thị một chiếc xe tăng đầy xăng. Tất cả anh em trăm đôi năm bảy năm cùng cán chết mẹ mấy thằng phản thầy một chiếc xe tăng đầy xăng. Tất cả anh em trăm đôi năm bảy năm cùng cán chết mẹ mấy thằng chó đẻ một chiếc xe tăng đầy xăng. Yeah, đều có chính kiến mày thiếu dòng máu của lính chiến. Mẹ mày có làm đi không mà để con ra có đây đủ tính điểm. Xạo lồn trong đống lyric thì bị tao bẻ và cắt cổ chết ngay. Sao mày đã rap bắc kỳ rap rồi lại đang BDS gay? Sao mày ngu thế hả Tâm? Lời tao đủ các luôn buổi sái mà bảo Hà Lâm thế hả Tâm? Đơn giản là bọn tao không xả, viết một câu có nhiều hàm ý. Phủ nhận thì đéo cần đeo trang sức, mày có hai tay để trang trí. Có khổ không khi F4 phải dày là F vận trình phổ thông. Chứ cả mày toàn là lỗ hổng nên đổi tên thành bài dép tổ ong. Còn lúc phát ngu nào nói AC đủ trình làm đại diện Việt Nam. Hay nhớ AC là ai trước khi chúng mày đặt bút viết thiệt gam. Cả thằng suốt ngày tự hào tam hương với đôi năm cửa kiếm chỉ nam. Ăn bài quá khứ cả đời thành tin chọn đời là vì thua vì rap. Lừa tay xin tiền bố mẹ mà sống nên AC dành đi cắn hàng ngày chuyên đem văn tế đi biết miền Bắc và đặc biệt có khả năng phản thầy. AC mày là tấm gương nhưng vì nổi tiếng với khả năng phản. Đéo có vi đi đéo có mày đã ra trung thành là điều căn bản. Tại sao mày quay ra cắn rồi tự hào sủa như con chó mà nói mày là chó là sai, mày không có sự trung thành của nó. Nếu so vi đi với mày khác gì mặt trời so với ngọn đèn. Kỳ thị rồi đéo dám nhận thầy nào có dạy mấy trò hèn. Mày chối bỏ thế nào được vì nếu như lịch sử được lật lại chính vi đi chửi mày phân biệt ở trong bài tứ phương bất bại. Mày ăn hại mày thất dại bắt chung con hèn kẻ thất bại vẫn cố làm một trên cơ để con đi chó AC cũng thất tài. Ai dạy rap MCB phải tiến to chặt tay chân đạo đức giả đó vừa thôi chứ cái thằng mặt cặc lai phân. Cút về xem lại bản thân trách lại cẩn thận mỗi khi dùng lời không thì tâm tình hàn mặc tử mày sẽ thấy chân tay rụng rời. Có người hỏi sao không chặt cu để tao bật mí cái bí mật ngay. Thách AC chặt cu khác nào lại thách ông Nguyễn Ngọc Ký chặt tay. Real talk mày tự hại mày khi cái kiểu đó đừng tự nhận chữ real khi mày chưa thực sự hiểu nó. Mày quay súng túc từ nhỏ chẳng phải lo nghĩ thì làm sao biết những thằng bình thường giống như bọn tao mạng bố mẹ cho nên bọn tao tiếp. Dám đổ máu vì beef thì mới được gọi là rap hả? Lấy mạng người ra làm trò chơi đem ra khe thằng khác hả? Rap phải như Harlem vì đi thằng đi tù thằng trâu trời. Mày là đời đâu mà sao hành xử như mấy thằng nhắc đầu đời. 10 phần người đang ngoài đến tao nể luôn cả 10 phần. Những lũ như mày là loại súc vật thì đã bị đập 99 lần. Ăn thịt những đứa như mày thì cần dùng với cả rượu vang đỏ. Vì thịt chúng mày làm được 3 món ốc chó lưỡi rắn và gan thỏ. Vừa ngu vừa đập vừa hèn mà dám mở mồm làm đại diện sao sai. Địt mẹ đứa nào chấp nhận thằng này chúng mày cứ chứng minh tao sai. Còn nếu chúng mày chấp nhận phản thầy kỳ thị vùng miền và thất đức thì đúng hip hop chúng mày đã chết xác nó được chôn ở đất đúc. Tất cả anh em trăm đôi năm bảy năm cùng cán chết mẹ mấy thằng xạo lồn một chiếc xe tăng về xăng. Tất cả anh em trăm đôi năm bảy năm cùng cán chết mẹ mấy thằng kỳ thị một chiếc xe tăng về xăng. Tất cả anh em trăm đôi năm bảy năm cùng cán chết mẹ mấy thằng phản thầy một chiếc xe tăng về xăng. Tất cả anh em trăm đôi năm bảy năm cùng cán chết mẹ mấy thằng chó đẻ một chiếc xe tăng về xăng. Yeah.
Yeah, mày nghĩ đã hết à? Chạy đâu ta vẫn còn thêm à? Ở lại mà nghe từng câu của mày bị du bẻ cho bằng hết bar. Dù cả lý lẫn trong tâm mày đã bị dập trong 575. Phực lại của track này để chứng minh sẽ đéo có chuyện khả năng mày căng. Ramastic đã nói nhiều rồi mày vẫn cố động là dại ngay. Chứng tỏ đúng cái tôi mày trôi dậy và rồi miệng lưỡi lại cay. Thiện đéo thèm nhắc tên mày cố gây hấn thì đúng là thất bại. Người ta đã tắt màn hình đéo chơi sao mày cứ cố mà bật lại? Mày định ăn sao khi bộ tao căng kỹ năng căng thẳng ngày một tăng cao. Âm luật mày vang tận tận trăng sao do được đào tạo bởi một cao tăng bao nhiêu đạn tao bắn luôn cả băng để cho cả mấy thằng ái lạnh. Trường phái bộ tao như nội chú nam đấy là trường phái mạnh. Không như ai đang bại trình, thở ra mày câu tự hại mình. Mày nói mày dập porn star ý mày là mày đang ngoại tình. Còn nếu mày đéo ngoại tình thì chỉ có một khả năng, còn vợ mày đang phang chính là porn star đấy cái thằng thiểu năng. Nếu nó làm porn star thì chắc đủ đéo phải biết đủ trò. Và lồn nó nóng đến mức người ta tưởng úc cũng có cửa lò. Lyrics mày toàn sơ hở, đừng trách tao bẻ đến hết vơ. Chắc mày vừa vạch lồn ghệ mày ra nên biết bọn tao để lại vết nhơ. Trích điển tích điển cố tưởng mình thông thái như Khổng Tử, vậy mà nói tao đọc phim cấp ba cút về học lại ngay động từ. Ngữ pháp chính tạc chưa xoáy mà cứ thích khoe đỉnh miền Nam. Đỉnh phan xịt bằng tay còn chưa khoe đấy chính là đỉnh Việt Nam. Như thằng nhóc đòi tập làm cha, thằng gà ghém thật là xa. Hòa hợp với chả hòa tan, mày vẫn bị đập tàn hoa. Đừng lái nhau suy nghĩ khác, lan man bởi vì bi phát có khó gì để gì nét ác ý. Cả đời không viết được một ý ác. Như thằng nhóc đòi tập làm cha, thằng gà ghém thật là xa. Hòa hợp với chả hòa tan, mày vẫn bị đập tàn hoa. Đừng lái nhau suy nghĩ khác, lan man bởi vì bi phát có khó gì để gì nét ác ý. Cả đời không viết được một ý ác. Đáng ra trước trận này ta phải đi thăm bộ VD, vì đánh chó phải ngó mặt chủ, con chó ở đây là AC. Buôn lực héo mòn chút lực đeo coi mà mày định dọa nạt ai cơ. Tao cho xác mày chia thành từng cúc giống hết như nhà của Skyler. Thuốc bắc được sắc từ cây nào, đúng chứng tỏ não mày uống nước. Từ bao giờ cây của Việt Nam dùng để sắc thuốc của Trung Quốc? Kiến thức phổ thông dùng bệnh dùng bạ mà cứ tưởng mình cỡ thần. Xã hội này khổ khi có thằng ngu nhưng mày đéo thể đỡ đần. Hổ già giờ lộ mặt hổ danh, hổ thẹn vì cái tôi nổi nhanh. Cố gắng những khó lòng chấm hổ này sẽ là con hổ bị nhổ nanh. Hổ này bị tao lật tẩy ném trong sông sắc qua ngày mà gặm cùi. Khi từng punchline như tạt acid chúng mày sẽ đéo con mặt mũi. Giờ sao khi người chúng cầu thỉnh đang bị tao đi cầu vào? Chính AC muốn học Skyler thì còn phải thi đầu vào. Ngay cả so về độ đàn ông tâm vẫn phải cút ra đi. Tâm khắc tân ở chỗ nhìn tân họ bảo là đấng nam nhi. Mày chỉ bắc mà đều dám nhận cái loại dấu đầu hở đuôi. Chắc ghê vạch quần mày ra sẽ đéo biết mày dấu bùi ở đâu. AC tự nhổ rồi tự liếm, sống chó và chơi đéo đẹp. Trình độ thì như vòng hai Ngọc Trinh, nổi tiếng vì eo hẹp. Đáng ra nếu mày ngậm họng thì có thể tao sẽ lại tha. Nhưng xem ra lần này khó nhắc trường ca bị dập bởi đại ca. Và địt mẹ bất kỳ thằng nào lại nghĩ là thằng này căn quá. Thua thiện giờ thua cả tao, mày bốc xôn bát mà ăn vã. Như thằng nhóc đòi tập làm cha, thằng gà em thật là xa. Hòa hợp với chả hòa tan, mày vẫn bị đập tàn hoa. Đừng lái nhau suy nghĩ khác, lan man bởi vì bi phát có khó gì để gì nét ác ý. Cả đời không viết được một ý ác. Như thằng nhóc đòi tập làm cha, thằng gà em thật là xa. Hòa hợp với chả hòa tan, mày vẫn bị đập tàn hoa. Đừng lái nhau suy nghĩ khác, lan man bởi vì bi phát có khó gì để gì nét ác ý. Cả đời không viết được một ý ác. Mày tưởng mình đắc như xi măng, nhưng hóa ra loãng như nước vữa. Sự nghiệp mày như đàn bà thủ tiết, đéo thể đi thêm được bước nữa. Vì già đầu mà vẫn còn dơ để thắng dù bất kỳ giá nào. Mồm mày giống như cái cầu môn, họ vui khi thấy tao đá vào. Ấy gì sống đi tuổi gì mà đòi chia underground hả mày? Mày là lý do của underground sống tốt và underground phản thầy. Ừ đấy tao đã khai sáng, underground chia làm hai đảng. Phan hùa cứ thử nghiệm xem, phe phản thầy do ai cai quản? Nên đừng dạy đời thật ác liệt, bọn tao sẽ cho mày nát miệng. Vì na gang hoàng thiện công tâm đây chính là phúc đức của rap Việt. Hai lần ghen tức động và nó sai giờ vẫn giải thảm như Tomahawk. Ước không kinh nhạc mày như cất khô nên lần này nó sẽ khó mà hot. Không Facebook comment ok mày lại còn đòi không chỉ trích. Khác gì nói tao đéo được chỉ mày dù mày sủa ngu thành kỳ tích. Mày nhận mình làm ca thút là đúng chết rồi mà vẫn cố tung chiêu. Muốn dùng ba về liên minh thì mở tay lên mà nghe Phúc Du Phiêu. Nghe cho kỹ về ghi chép lại trước khi mặt mày tím ngắt. Cái loại nhạc mày như liên minh bật lên chơi họ tìm phím tắt. Nếu đổi so về viết đẹp cũng chúng mày nhanh tới số ngay. Khán giả nghe tao như Malphite mỗi khi vào hook là vỗ tay. Viết nhạc quẩy hay nhạc kỹ thuật bố mày đây đều có thể gắt. Vì tao chơi rap như support mọi góc đều được tao để mắt. Từ punchline flow câu cho đến ngay cả cách đi vần như Ya Swan, tất cả đi lên sau khi đưa ra quy chuẩn. Đéo như mấy con chó đần vần tù mà dám xưng bá chủ. Vàng tâm hiện hình thành cậu vàng, anh đây đành phải cho chú bả. Các chú bay dưới cái cú hả, hãy nhớ mặt trời đúng luật. Đừng giống như là cái cần cầu, chúng mày chuyên về súc vật. Biết chuyện PR công ty, chúng mày cứ sằng lâu. Chắc muốn bị doggy bởi yêu nên cứ muốn hưng đứng đằng sau. Cố dập tên tuổi hưng cao, đéo được dù cố đánh siêu. Vì khi con ghệ mày đang bị phang nó vẫn phải thốt lên anh yêu. Như thằng nhóc đòi tập làm cha, thằng gà ghém thật là xa. Hòa hợp với chả hòa tan, mày vẫn bị đập tàn hoa. Đừng lái nhau suy nghĩ khác, lan man bởi vì bi phát có khó gì để gì nét ác ý. Cả đời không viết được một ý ác. Như thằng nhóc đòi tập làm cha, thằng gà ghém thật là xa. Hòa hợp với chả hòa tan, mày vẫn bị đập tàn hoa. Đừng lái nhau suy nghĩ khác, lan man bởi vì bi phát có khó gì để gì nét ác ý. Cả đời không viết được một ý ác. Ah!
easy. Giờ đến phần đấu đo độ ác về bar, và flow mày so với bài này thì không đáng kể ra. Giờ so độ ác về bar, và flow mày so với bài này thì không đáng kể ra. Ai đó làm ơn dọn nhà xác để chuẩn bị cho chất đông body bag sau vụ thảm sát. Mức độ chấn động cả làng rap, hung thủ phạm pháp sử dụng toàn các câu từ tàn ác từ bản nháp. Động cơ bắt đầu từ nhàm chán, dù khó mà yên gối ngủ. Nếu đêm nay tao chia đái lên một mà tổ tiên đối thủ, chưa dám đạp nặng nề để máu AC sẽ phải dùng xô hứng. Chưa dám phạm thân thể quan hệ với cái thể ghệ nó khô cứng. Đừng nhầm tưởng đấy là hiếp dâm vì mọi chuyện khác phết. Đéo phải hiếp dâm nếu mày phang xác người đã chết. Hạ nhiệt bằng việc đút cu và tử thi lạnh dần. Người đó như tội ác và mọi tội ác đều phải bị vạch trần. 20 phút này làm lộ chúng mày cảm thấy như vô hạn, bị giam cầm trong tầng hầm tra tấn ân hận cho đến mức khô. Cả nào hoàn sâu dần hàng trăm câu vần ăn năn mày chấp nhận số mạng mang đầy nỗi oán hận vô và sắc thay hoa thanh mày cho tàn. Xạo cái mini track mày tự tin rap được cả ngày, vậy vượt thử bài này đi tao thách luôn cả đội nhà mày. Cả cha của đằng cha của đằng cha của đằng cha mày và hội anh em của hội anh em của đội mày viết trong 3 ngày. Tao nói này, gửi lời hộ đến con đuông dừa cục cưng và rap fan biết nghệ thuật trở lại đây chính là cái thời kỳ phục hưng. Đừng vì cái tôi mà lỡ dại, chấp nhận sự thật mà bái lệ, nhận thua đi cái thằng lé bại, không thì ngậm mồm nói bé lại. Cứ real G nhưng đàn em bày nghiện thì quá chuyên, thằng nào cũng đốt và ảo giác như là cô bé bán diêm. Lại phát điên lúc tao nói sự thật thì bảo tao ác khẩu. Tây đô đều phải thủ đô có sai không anh do đằng khác ẩu. People lên mic chỉ swag, vậy chắc OTD chuyên về boom bap không lean không chắc. Hay mọi khi nó khác nhưng mỗi khi có track, miền Tây chất phác giờ phải khoe xe trong mỗi MV nó rap. Đi theo định hướng thị trường với chúng mày quá bình thường. Vậy sao tình tướng nói miền Bắc swag nên cái giọng khá trịch thượng. Sự thật đã lộ ra bây giờ sẽ khó để cho các chú đổi. Sự nghiệp chúng mày giống như người mù cả đời chỉ gắn với chữ nổi. Và motherfuck bằng xịt trên phản thầy giống hết thằng AC. People đã nhắc mày đi lên đến khi ra trận mày quay đi. Phúc Du xin mời rồi câm như hế, lần sau nên bỏ trò hề vậy đi. Biết như xịt trên bắt hiếu ở tuổi 18 mày bỏ con mẹ mày đi. Dăm ba thằng điếm danh, dù quẹt cho phát là chúng mày tàn nhanh hơn cả đánh diêm. Đòi đọ với cả vị thánh chuyên, đánh điên là chuyện này căn sai. Battle từ đầu đến chân đến cả cặc tao nó cũng có punchline. Tài năng nhờ luyện tập chẳng thiết ông chê ban, chìm nằm trong biệt lập tâm huyết cộng thời gian. Khác với bọn nghiện gặp mòn kiếp trong đời tàn, bị hãm hiếp đều dám cầm viết chúng nó thảm thiết trong lời than. Lại một lần nữa tao săn mật độ vần cứ gia tăng, cơn giận chất chứa bao năm cứ sắc hơn răng. Cứ dao găm ăn kề đến gần bể nát thân xác của tất cả bọn đơn thèm đêm vẫn sẵn sàng đập bể hết mất tập thể phế vật để làm vật để tế thân. Giờ tất cả mọi người đều muốn được trở thành làm rap star, rap star tuổi lồn so với ác ma. Mọi con beat đều không an toàn đều bị tàn sát qua, nghiền nát bars với từng âm thanh được phát ra như làm phép thần trên mai. Vocal track giống như sấm sét gầm bên tai, đủ chất lửa để mà cháy khét hết cả đêm dài. Mang nét thật biến thái, gang thép cộng điện dại. Chúng mày có mặt thắng bằng niềm tin giống như anime, khi câu vẫn khó đoán hơn ninja lead mỗi khi đang đi xe. Đã chơi ít game mà đéo xin nhê, đâm vào barrier đứng dậy và chạy bằng chân chân vào thẳng bên trong sân cầu Disneyland. Cắn gì thế nếu không phải ước mơ của mày là muốn bị chết, vì khi Phúc Du tỉnh dậy mày thấy tận thế như cảnh The Walking Dead. Tắt đi hết mấy thằng mặt cặc mà cứ muốn thi ngầu, lật mặt tất cả chúng mày, người ta gọi đấy là lột bao quy đầu. Đây là nghệ thuật ba khi nó đang ở mức thuần nhất, dập tắt tất cả lũ đen quất nào dám mơ mà đang vào đất Bắc sầm uất như một khu đô thị khi chúng mày tăm tối như mật thất. Phẩm chất đủ làm ngàn thằng não tan phải rơi vào trạng thái trầm uất. Hành vài thằng để gian lại bật thiểu năng loại thảm bại ăn hại thật nhiều đêm mãi bên kêu căng lại phải dùng một vài chàng dài punchline để bể răng ác như Pol Pot. Thực sự không tốt AC chết với phe cánh ton hot động vào bối nó tự xưng nó bót đứng đầu thì dù đánh cho chót. Northside yeah chúng mày đéo thể động vào, RVP yeah chúng mày đéo thể động vào, Phúc Du yeah chúng mày đéo thể động vào, Hưng Cao yeah chúng mày đéo thể động vào. Tao khiến cho mặt mày cau sẽ phải nhìn thấy màu cay, đập cho mấy con cây mau về thắp hương mà cầu may. Tao khiến cho mặt mày cau sẽ phải nhìn thấy màu cay, đập cho mấy con cây mau về thắp hương mà cầu may. Northside yeah chúng mày đéo thể động vào, RVP yeah chúng mày đéo thể động vào, Phúc Du yeah chúng mày đéo thể động vào, Hưng Cao yeah chúng mày đéo thể động vào. Tao khiến cho mặt mày cau sẽ phải nhìn thấy màu cay, đập cho mấy con cây mau về thắp hương mà cầu may. Tao khiến cho mặt mày cau sẽ phải nhìn thấy màu cay, đập cho mấy con cây mau về thắp hương mà cầu may. Giết bằng hết lũ mọi dợ vô học, ba phóng ba đóng chặt cho vỡ học. Cố gào thét đến khi mày khô giọng, số mày chết ở trong sự vô vọng. Giết bằng hết lũ mọi dợ vô học, ba phóng ba đóng chặt cho vỡ học. Cố gào thét đến khi mày khô giọng, số mày chết ở trong sự vô vọng. Súc vật hạ đẳng cấm ngay, súc vật hạ đẳng cấm ngay. Mày, mày, mày và mày, súc vật hạ đẳng cấm ngay. Súc vật hạ đẳng cấm ngay, súc vật hạ đẳng cấm ngay. Mày, mày, mày và mày, súc vật hạ đẳng cấm ngay. Chẳng cần ai tiễn biệt ra trận với nhiệt huyết và điên tiết quái vật trong sự nghiệp viết cứ chia tiếp
mai vẫn trong cơn nghiện giết. Để khi tiêu diệt hết bọn em còn thiếu hiểu biết, cầm ngay, gánh chịu mọi sự căm ghét cầm ngay, đánh cho tất cả bọn hết cầm ngay. Hà Nội trong hôm nay sẽ cho bọn ôn cay, bị tứ ma phanh thây khi tao body bag hết một lũ chó đi nhát chết. Không lý do gì khác hết ngoài việc nó đi xác chết, đập cho nó bị nắp bét, nắp bên có gió lạ hết rồi đem bỏ lên gác bếp. Đến khi có vì rất khét, có thể đấy là ẩn dụ hoặc cũng có thể là không, vì thật khó để cầm tù âm phần cứ chạy ở trong khi mà nó cứ gầm gừ thoát ra qua từng câu chữ và tạo ra sự giận dữ bọn họ từng ngày chờ mong. Sát màu tất cả các cháu hoặc cái trust go battle, bố mày khát máu là mày nét đầu quá lâu giờ nó trở lại cho mày phát sầu fast flow cho mày chìm đắm những xác đầu sau khi trong một tháng rapper nào khác để nhắc tên giờ chúng mày nằm trong body bag track này cất lên rock game này vừa nó đủ các thể loại rác tao rất quen mà chân không phải là tao cái xác này khác để dắt xiết bằng hết lũ mọi dợ vô học 3-4-3 đang chọc cho vợ họ cố gào thét đến khi mày khô rậm số mày chết ở trong sự vô vọng. Xiết bằng hết lũ mọi dợ vô học 3-4-3 đang chọc cho vợ họ cố gào thét đến khi mày khô rậm số mày chết ở trong sự vô vọng. Súc vật hạ đẳng cấm ngay, súc vật hạ đẳng cấm ngay, mày và mày súc vật hạ đẳng cấm ngay, súc vật hạ đẳng cấm ngay, súc vật hạ đẳng cấm ngay, mày và mày súc vật hạ đẳng cấm ngay. Cầm ngay giờ chúng mày muốn sao đây? Có bao nhiêu con chó gầm đều muốn đấu với tao đây? Chân trên đây lũ điểm mày tôi nên bây giờ bao cay. AVP thì bay cao, cả nước quân thủ bao vây. Chúng mày đã muốn ép với tao đành vả đầu rồng. Lên chân ghế của ghế bằng rap mà làm thành đà cầu bồng. Mày đã lại so bi thì đúng dại so vì lần này hồng lên cửu long và đấy là đại hồng thủy. Mày khoác lác lạng rất quen giờ tan sang khỏi đất đen bảng vàng rap đã mất tên mày bang hoàng mà ngất theo âm nhạc bài tổn thất tên cố sảng ai gờ mất về mạng mày quay về đất trên khi bài này được cất lên. Tập tân kế hoạch chúng mày đã vất vả làm. Đại tướng mà lại vừa bị đấm mất cả hàm. Chẳng cần xả đạn dù chúng mày ghép cả đàn. Đuổi bọn rồi mỗi lần này tao sẽ hạ màn. Lũ mọi dợ vô học 3-4-3 đang chọc cho vợ học cố gào thét đến khi mày khô rậm số mày chết ở trong sự vô vọng. Giết bằng hết lũ mọi dợ vô học 3-4-3 đang chọc cho vợ học cố gào thét đến khi mày khô rậm số mày chết ở trong sự vô vọng. Súc vật hạ đẳng cấm ngay, súc vật hạ đẳng cấm ngay, mày và mày súc vật hạ đẳng cấm ngay, súc vật hạ đẳng cấm ngay, súc vật hạ đẳng cấm ngay, mày và mày súc vật hạ đẳng cấm ngay. Cấm ngay lập tức mà chúng mày chấm dứt, vẫn để dành cho mấy tập phản động hàng ngày ở mức băng đảng hàng lởm cứ tưởng mình trong cồn. Đường phố của mày là đứng về hay có băng rôn mà nghĩ bình ngon sao đó đối với bộ tao. Thành cái điều nước sẽ ném mày vào trong bao, thôi là chuyện tất yếu sẽ có thằng thầy đang như kéo co cờ đó bên nào bên đấy. Thằng tao đái xuống đất chúng mày có thấy không hả? Đây là do một ly cho Việt Nam Cộng Hòa. Nếu bao quanh chúng mày có coi thì nên về dùng thuốc vào tai vì những chuyện xấu thì không nên để bụng. Nên bao quanh chúng mày nên cũng về rất xa đi không? Chứ còn Mỹ vì tao gì cao hơn đất Cali. Còn bất kỳ thằng nào nghe trình độ bẻ luôn căng đối mày bẻ được không? Việt Nam cộng sản muôn năm. Xiết bằng hết lũ mọi sợ vô học 3-4-3 đang chọc cho vợ học cố gào thét đến khi mày khô rậm số mày chết ở trong sự vô vọng. Xiết bằng hết lũ mọi sợ vô học 3-4-3 đang chọc cho vợ học cố gào thét đến khi mày khô rậm số mày chết ở trong sự vô vọng. Phản động hạ đẳng cấm ngay, lũ mọi hạ đẳng cấm ngay, mày và mày lũ mọi hạ đẳng cấm ngay. Phản động hạ đẳng cấm ngay, lũ mọi hạ đẳng cấm ngay, mày và mày lũ mọi hạ đẳng cấm ngay. Yeah. Chàng qua đây được ngắm trời đất rụng rời những lá mùa thu không rời mắt là tương tự cảm giác trông chờ ai dám rút bó nhan trong lời nhắc. Thằng nhóc tập rap nào nói về chiếc tăng 5-7 năm đòi cán mấy thằng chinh chiến Việt rap nhiều hơn cả 5-7 năm. Tao chỉ biết 390 và 843 vào 5-75, 1953, 1968 nên lũ ó đâm hãy cấm. Lần thứ cả trăm mà tâm đi giết mấy thằng tôn thờ huyết liệt. Đột biến mà có di căn mì vẫn ép vần quyết liệt. Tự nhận mình là ác ma rồi vào lấy bên đi bờ hưng thiền. Tẩu lái của mày qua chuẩn cách chuyên cho mấy bà mợ chân gì. Mà cố chống chế thì chế cho đúng, cái dương cái súng tính bắn tàn tạc đùng đùng. Mà chế nó sai thì lắp có
có đúng cũng chỉ kẹt đạn cành cạch lùng bùng. Thuyết giảng về rap là sai nên nó xe bên lại rác rồi mồm bỏ vại. Mấy thằng thắt lát khi gặp cái ác thì mặt tụi nó chỉ thấy nhùng nhùng. Gió lành lạnh mà bấy màu ác lặng im như trốn giông bão. Nó rành mạch thì không chưa biết lời nhạc mày vốn không não. Hải thượng lãng ông từng nói nam dược để trị nam nhân thiệt. Nay tao trị luôn cả bắt thú cậu cán không phân biệt. Ai cũng biết cái sớt của mày là thằng bài mẫu đến đây để trình thầy. Khi lại đồng quen của nó xét lên tao chả liếc mắt mà nhìn mày. Dành tế của tao làm mày mất ngủ để reply là làm mày yêu rap. Cái sớt mới che sự thất thủ bằng giấc ngủ chứ không còn chiêu khác. Ý tứ nghèo nàn như ba đói hư cấu cái chuyện người ta nói. Không biết có bao nhiêu thằng bị mù lại cứ cố đem cái ý tao ra bói. Nếu bói chúng nó được nổi fan rap Việt biết nó là ai. Vina ghen dòm hết ekip chơi style lồn mày nhái lại sai. Vốn lên sàn mày còn không đủ chỉ biết chữ động thì đòi việc ai. Tao đã nói rõ ràng mục đích biết cho mày có cái để nhai. Xin tố mà mày đi ép chắc bởi ấy dài nó ép mày quá hả. Tao đánh vào trúng tim đen nên thằng chửi động phải gồng lên tá lả. Cuộc chiến soi độ đàn ông mà đàn ông đâu tao không thấy. Tao đợi mày lấy bó nhang chỉ thấy con phò du ra đây tung váy. Phỉ nhổ vào cái lý luận của mấy thằng đéo dám chơi. Nếu không hết mình được vì đam mê làm đéo ấy ơi. Nếu nói khoe tiền khoe xe khoe mẻ thì mấy thằng mày lại. Mày khoe xong rồi mày giả bộ quên thì đó là điều khốn nạn nhất. Tao không những là hàng bạc tử, tao sẽ biến pháp như thương quân. Thiên tài của thứ mình theo đuổi, thương rap còn hơn cả thương thân. Mày chẳng biết điều gì về tao, mà nói về tao như đúng rồi. Còn tao chẳng biết mày là ai, là đứa đáy đứng hay đáy ngồi. Chỉ thấy cái sai rõ ràng là có cái bọn có kèo không dám nhận. Tóm lại chửi đóng cho đã là vì tụi nó áo lính không dám bận. Quan tâm mà ai khai khống làm người yêu nước biểu tình bị dập. Mày nể ngoài đó 10 phần nên thích thú nhìn đồng bào bị đập. Vinh quang thế đéo nào được khi mày ăn cá của Formosa. Xài đồ giả của xứ La Phù, nhập tiền giả của bọn Trung Hoa. Bên cái tuyến metro của mày cũng là thằng tàu thầu đẻo. Ngấu nghiến ăn cái màn thầu ai dè cái màn thầu yểu. 4.000 năm văn hiến chỉ hiến lũ cướp đói ăn. Quốc tử giám mà mày thờ phụng vậy mày mở miệng gối chăng. Tao mời đấu thiệt đâu mời cơm lơi mà nó đéo dám cầm bát. Hay mấy con chó của AVB chỉ thích ăn cứt dầm nát. Tao đem cho mày đồ ngon đồ chất mày trả lại tao là đồ sơn. Dựng chuyện cho tụi tao đây chửi xả giang thì mày chính xác là đồ ngu. Chửi tao thích nghẹp thì khoan. Cho ông nội cười phát. Công việc của tao là đầu tư và đi chi trả lương cho người khác. Thống kê từ miệng mày nói đến nó thật khống như GDP. Như mấy thằng không có học vắt óc để chém gió khi đi thi. Ai phản ai bạn khi đường lối gì giống EVD. Biết cho đến khi nào mày phá sản tháo bản xuống tóc đi quy y. Đừng hỏi sao bài thì chậm để cho nó thấm từng lời nó nghe. Là nhạc tao sẽ thấm thía hơn mới rác rưởi thằng ngựa nó khoe. Động cơ rõ ràng siêu việt mà sao tụi nó đặt miết số yeah. Có thằng rap nào không buồn khi phải cứ rap mấy thằng điếc nghe. Thực tế chẳng có gì vui khi chờ chứng thư của bọn nhu nhược. Đúng là nỗi đau dân tộc chẳng thể nào nói với bọn ngu được. Lặng im nghe tụi tao dắt mày đi. Đi miễn phí không cần hoàn lại gì. Rap miền Nam tao sẽ dắt mày đi. Và lúc đi mày không cần mang gì. Fan yêu nhạc vẫn mang tao ra ví. Nghe 5B phê hơn B ma túy. Còn nói giọng trên con trắc nghe như e đi em. Thì cứ việc tắt à. Qua đây nghe đi em. Mày gọi đó là cộng sản, tao gọi là tư bản đỏ. Ăn giọng kiến thức hàng lâm. Thế nào làm hư bạn nhỏ. AVB công ty gấu bông được làm ra cho người ta đắm. Câu này có phải là quên hay không đối thử cho người ta ngậm. Hay mày là con chút khí được sai đến cho tao làm gì. Tư mã ý sợ khổng minh thật nếu dám rút nhang vừa lá vừa quỳ. Mình tao chỉ mini chắc mà hù nó sai nó chạy cũng cờ. Phải lôi một thằng ớt ơ giữa tao theo cái kiểu ba nhớ. Đã muốn tám hướng chinh đồ thống nhất thiên hạ phân biệt làm đéo. Cái bệnh của tổ tiên mày là cứ thích đem sự thật làm méo. Mày đảo như đấng đập đá đến khi chết chưa đảo thành thạo. Trong khi tao ngồi nhịp chân viết vài câu là thảo thành đạo. Mày viết cho nhiều cho lắm nhưng ngụ ý không biết biên gì. Biên cả ngày thành lời tao nói sẽ chưa gọi tao là đứng tiên tri. Hôm nay mày bắt vào bài cho mấy fan bắt gào bài. Đến đầu tư tưởng với chất và tiền công lý xuân bắt vào hàng. Đêm sau cỏ lao với đại thụ thằng nhóc nhồi bông này đại ngu. Chắc xứ các cụ mày thủ phấn chọn khỉ bắt bó mà thủ thai. Xác người mày nói không ở Úc nó ở miền Nam và biển Đông. Vậy chữ thằng ông con bán nước miếng để chém gió chuyện viễn vông. Tao khuyên hai thằng mà mày bợ phải nên gọi mày bằng ông nội. Nó viết lyric đã ngu mà mày đại diện còn ngu hơn gấp bội. Tao thà rap về sự thật suốt đời không lên sân khấu còn hơn siết hài cắm nín sộm lào cũng ra sân đông. Tụi mày ăn tiền chưa đủ hay sao mày nhắc tới tiền. Mày bơ mày khoe về trình của mày mà khiến tao chơi tới mày lơi. Mày chửi cái kiểu giang hồ mà
mẹ bé luận cứ của tao chẳng khác nào tự hành xác tự thể cuộc sống tự cách liệu ghép phát sai vào con một đống để đấu từ sống mà chết yếu mấy thằng hiểu biết cũng hết hiểu vì sao bd nó lại ham gửi bốn con chiến mã vào cho ta săn bắn giải trí ở Đại Nam mà chiến ca là con cá chiến chẳng đủ cho ông mày nhét kẻ răng vinh quang đéo nào là của đảng vinh quang là của dân tộc Việt Nam nếu cái ác luôn thu cái thiện thì thủ đô đâu phải Hà Nội nó chỉ là gia đình hoặc Thăng Long hoặc Hòn Ngọc Biển Đông mà thôi hết cái nói đem lo chính trị mày nghĩ ai sợ mày chắc nhà tao đổ máu để cho đảng cộng mà đảng như lòng sao không cho nhắc mà cơm cắt bước tới nhà tao cũng chỉ quyền lại quy chương bắt tặng tao phản cái bọn tham nhũng chứ phản của hùng sao mà mày ăn khổ thân cái bọn quanh năm phải tiền mà mình chưa tiền nó bảo ép phe tóm lại tới nạm ngồi biến cái chì chỉ là cà khịa có cớ xếp ra bên lai cho lắm làm gì tụi mày nghĩ sẽ sâu hơn mà tao chỉ bẻ một nồi vỏn vẹn bằng những câu đơn phản hồi thấy đẹp hào hứng đi xem con đĩ xa đi react nhưng cả nhà mày cũng phản đối mày nên chỉ giữa đường mua đơn bị tắt hoặc thằng cặn nó cố tình ngắt để gà địch với em tuổi tiên từng bị thằng bát nó vả vào mặt nên giờ có bát giờ chọn phiến diện tao chọn cái đất trung lập tụi mày lại bảo không ra Hà Nội mùa mưa nó sắp tới rồi ra ngoài đi ngắm thủ đô Hà Nội rốt cuộc có chơi hay không để ông vàng trong quyền nếu không thì cắm cái miệng đi mấy con vàng trong tiệm sổ sổ là ghét tay vẫn vào đám xăng đồ mỹ tao chấp tất cả chúng mày bởi tao đã nói tao ba đồ xì nhờ cờ xanh đỏ để có quyền lực đến khi có được thì phản lại ngay thế nên tao biết là mày dốt xử để mày thể hiện có khi lại hay vì sao cứ nhắc không em thì đời anh sao giải phóng cũng nhờ em yêu đào mỏ kho vàng An Nam thành trong 160.000 lần chỉ số lao dốc tiền đồng sắp tới thời nợ công phá sản chứ mà mày rống số đông ăn mày lịch sử sao tự vả miệng mày hả cái thằng ăn cướp lại vừa la lại không phải đồng tâm mà đông ba cái trình của mày bên lai hư cấu nên hư cấu mãi cũng không ra chung quy ra 20 phút kia là nót sai không đấu phải không ta mấy em gái mấy em trai cùng anh ra Đà Nẵng coi sao sai all star cả miền Nam để thắng underground Việt Nam tay trái đang cầm thánh chỉ tay phải thì cầm thần khí anh em lại đi đánh quỷ chửi ba xong tao cười chết mẹ lên mấy con đĩ hồng ông ta trong chủ lực miền còn ông thằng phong là đặc công chính xác rồi phân tao ra từng khúc thì nguyên khúc này phân ra từng lát cho giang hồ vi đa gan đi ngủ sau khi ăn đủ từng tát nghe vui tai nhưng thiếu kiến thức là kiểu biến tướng thường thấy của Ikea khi nắm nếu rõ mục tiêu mà cứ gồng gánh tướng mình là siêu si gia kéo vào đây bốn con tinh mã lại không lấy cái cổ chiến xa mấy con ngựa đem kéo xe tăng chưa đi đến đâu là tử mã xăng đầy mà không có động cơ phải kéo bởi bốn con ngựa chắc thằng dắt ngựa ban ngày này mộng mơ đây đâu phải trận Điện Biên Phủ mà mấy con bò họ kéo pháo chắc mày ghi danh để đến số đề chật đầy bọn bò lại miếu máu gào tên tao hơn cả chục lần chứng tỏ tao làm tụi nó cay mấy thằng fan vẫn cứ gu dốt gu vô rằng khen tụi nó hay nó cay miền Nam tao quá đỉnh đã cho tụi nó cay đã đời với kiểu rap vô hồn như vậy tao bẻ nó gãy luôn cả đời thuốc bắc là danh động hay tính từ mà tụi phái mày lại manh động bay vào tính chữ thì tao đem thuốc thuốc con mẹ mày nín ra còn mày bị thuốc nuốt vô rồi lại tính khỏe đại hồng thấy vào đâu sao ngoài đó mày đắp đê mày nổ như một cái máy chỉ tiếc cái máy bị lúp bê khuôn mẫu vầy ba của mày là rap một khuôn phải giống y xì viết thêm cái hút rỗng có thư cấu bên lai cho nó ly kỳ còn tao chỉ sạch tầng ba sao mày chưa gọi tao là ba mày nói thiệt mà viết biết chùa thì ông mày chỉ đâu cần ba ngày không cần hút tao lại nhắc mày vô chiếc tẩu ấy già xong rồi lại tiếp tục đến khi mẹ mày lại đẻ ra mày tụi mày cứ gân cổ cãi nhà tao vẫn cứ bực mà trận chiến này càng biến chuyển rắp phải càng biết được là khi non sang lên lên mai đưa tay cứ bơm nổ vải giờ bỏ chúng sáng quá nhiều việc rắp chắc quên sổ lại khi sao sang lên on mai thân ái đem ra cổ đại nhưng tụi nó gãi cổ nhìn vẫn cứ ngứa ngay chỗ gãi nếu anh bị mất cánh tay anh vẫn như săn tóc đỏ còn thân thể mày nguyên vẹn cũng chỉ là xuân tóc đỏ những thằng nào hay cây cứu có chắc tao nhắc tư thù thì tụi mày đang tự thú là mình có mắt như mù thì tụi mày đang tự thú là mình có mắt như mù mày đòi phục hơn cái gì chứ phải ăn xác từ bố mày diss ra phúc du mời đời là sự loạn luân từ chính cái tên mày viết ra logic trong nhạc sơ hở mà fan cỏ rác cứ vác lấy suy xoa bình loạn cái lời mày viết thằng nào cũng phán lấy dư một chiếc da yeah. Tao biết mày khổ công viết để viết bài dài mày thấy có khổ không đào cả tổ tông lên viết có biết giờ này cũng phải đem đổ xong logic chỗ không chỗ có điên đảo thứ tự chỗ có chỗ không khi nào luyện xong chỗ đó thì mới có chuyện công được chỗ ông còn không thì rap đến khi tàn tiếng cũng chỉ làm bạn hổ công càng ba đồ tao càng tiến bắt viên ăn ngang vịt mà nhổ lông tao nghĩ mày cần kiếm lúa nên tao giúp xô mà mày chỗ bông chỉ cần gọi tên tao tại chỗ đó thì dù chỗ trống sẽ thành chỗ đông biết đâu sau này đối với việc rap mày sẽ là tâm phúc dù cho hiện tại mày chỉ đơn giản là chủ đề để cho tâm phát thì cũng chưa quên cái ơn mấy ngày hôm nay được tay anh tâm thúc biết ăn mòn răng MC 42125 mở ra nghiên cứu lại xây thịt bò cho mày nếu mày muốn ăn chứ không có ép còn mày muốn ép mấy cây tao ép nước cuối cho mày ăn xác miệng mày có búa có dao thì miệng của tao có kẹt có thép bệnh nhân ơi là bệnh nhân hãy uống thuốc đi và ngừng ăn rác đã chơi cái luật của tao sao chưa đến gọi tao đây là thầy đây đâu phải tập viết post nên cái thằng tao lao là mày mày đợi chơi được đến ai cái tên mày đọc chạy ra là chết tiền thêm kiểu mò đợi thì mẹ mày van xin tao thà bên đây vì mày em yêu đang trúng nhiệt mà đúng thiệt mày túng thiệt mày đúng thiệt khi sồn lên rác cả tay mà chẳng câu nào để cho vào đúng việc quân giải phóng đó rốt cuộc là đéo có ai đến rút bó nhang của việc cọc nồi là chỉ có kéo trở lại cũng khoe lý thuyết ngồi sọ mà tụi nó đéo có tài thôi 5-7 năm tụi mày nên stop tụi mày đừng khéo có hài
Thằng nào dám mở miệng nói AC không dám nói là làm. Chỉ nói AC có khi không nói mà làm. Thằng nào dám nói Phúc Du đéo có tài là xàm. Chỉ nói ngoài Phúc Du ra không có ai mà kham. Nhưng mà giờ đó cũng chỉ là con cờ thôi. Viết xong bài này là tao lại đi thêm một nước chiếu cờ đôi. Nói sao phương Bắc lại phải tiếp tục dời ngôi để biểu các đội nè. Ai có ý kiến mời nói. Mấy thằng đi ngựa nó bệnh quá rồi nên ông phải sắc thêm than. Bí mật quân sự của bọn Bắc Kiều là lời như Bắc Kim Thang. Coi chừng tao cắm thêm ngang. Vì mày bị sập dàn giáo. Đừng tập tành theo được tụi tao. Bởi mày càng tập càng ngáo. Ba sọc với cả ba que thích đem đầu óc ra khoe. Mà óc mày quá lỏng lẻo tao chỉnh bằng vít ba ke. Lập luận tụi tao đu càng tao tặng mày cao sao vàng. Cho mày biết kịp cái gì trước khi thần chết giao hàng. Mà đừng thắc mắc bài này ưu ám thiếu nhi nó chết thì có gì vui. Nên tao viết bài dòng có lại coi như tế nó vậy thôi. Nửa đêm mày nhận cáo phó phanh nó sai thức dậy coi. Rồi lại nhìn xác chết lặng im mà tức vậy thôi. Truyền thông của lũ chúng mày là chọc tổ ong rồi chạy. Chơi cái trò dơ bẩn quanh năm rồi nhọc cái công ngồi đấy. Chơi cái ngu thì cứ việc sổ sổ qua số đông. Rồi thấy là ông nhất thiết ngồi lên đầu mày chứ ông đây không ngồi bại. Thằng nhóc mày cố công gào chỉ để được nhắc tên thôi. Khi 28 tụi tao hành cường để cho việc rap lên ngôi. Và đến đoạn kết cho mày thì tao cũng không cần hút. Đồng hồ cát vừa bật lên rồi thì dắt bonfire vào hút. Mày hút để làm cái gì khi sau lưng không ai gầm bát. Viết cho nhiều chỉ viết cho nhiều. Mày vẫn thua vì tim mày nhát. Lũ ống chó lúc nào cũng được ước coi show me the money. Nhưng khi tao cho tụi nó cơ hội thì sao tụi nó chỉ phân kỳ. Good in good out xuống bắt đã nói phải có máu vào thì mới máu ra. Mà khi tao máu không tiếc gì cả thì mấy thằng cháu nó la. Là mấy anh nam sao chơi gì. Bắt mấy em bắt tất cả mai thì kiếm cơm kiếm cháo làm sao anh. Cả rap đó sai còn ra gì. Có cách mạng nào không đổ máu. Cờ máu sao vàng còn đỏ lè. Anh có cơ ngơi anh có vợ. Anh đâu có sợ mấy thằng nhỏ khe. Dân không lỗi đang cố phân bua bằng cái đời sống chợ. Nó thèm được cái lợi lớn nhưng sợ là vô thì lòi đóng nợ. Anh đợi sang năm thì cũng được để xem tinh thần em tới đâu. Nếu không thì rap miền Bắc tự hào đi trước ngày mai cũng tới sau. Cảm ơn vì đã tôn anh làm cai quản cái đảng phản. Phản lại lập luận của em để cho ngoài kia tụi nó được mãn nhãn. 1008 ai cầm di chiếu của vị vua. Em đấm tứ tung trong câu chữ cũng đâu có tránh được bị thua. Thú vị ở chỗ anh bốc thuốc anh vẫn coi em là con người. Em tự ví mình là con ngựa. Bác sĩ thú y ở đâu rồi. Chắc em thần tượng CMK hay là thần tượng G-Destroy. Vì đã chú thích là bọn chính thú. Biết lẽ tụi anh không thích chú. Mà cái băng đạn tụi em nhắc nó vốn từ đâu mà ra. Nên thủ đô vinh quang cũng phải gọi Hồ Chí Minh là cha. Cờ Việt Minh đâu có theo đảng, nó theo ông Hồ chủ tịch. Nắm đất miền Nam là gửi bác, không gửi nô lệ Bắc Kinh. Khi rocket đặt sau nhà đúng xác mày nằm trên mã. Mày cứ bóng vét quan ngại đã mất Hoàng Sa Trường Sa. Thế nên đừng nhắc chính trị khi gốc không là chiến sĩ. Cái lò cậu ấm cô chiêu chỉ thêm giáo sư tiến sĩ. Như Bùi Hiền giải quyết trục chặt mà cuối cùng hóa ra cục gạch. Ngoài kia tính đánh nó bất ngờ mà dùng con ngựa để lục lạc. Còn thuốc của anh đã gửi ra chỉ mấy thằng hàng hay thể diện thôi. Thì thể hiện hết bài này để tiện cho mày tiếp tục nhục mặt. Tao vẫn sẽ nhắc mấy thằng phanh bắt mà ngày hôm nay phải căng mắt. Gõ bàn phím quả thật miệt mài đến nỗi cơ tay mày săn chắc. Mấy thằng cho đẻ nó nghĩ lý lẽ của mấy con ngựa trẻ ăn chắc. Thì đã bị nam thanh niên đến từ miền Tây lên chắc để ranh rắc. RPP anh vẫn đụng, Red Oxide anh vẫn đụng. Và em chẳng thể làm gì ngoài gào thét rằng anh đây không thể đụng. Vina gan không có lá gan mà để chữ gan là hơi bị tụt. Tụi em nên đổi thành Vina ngang thì RPP sẽ thôi bị đụng. Anh làm tụi em tăng xong cũng không hẳn do anh ngon. Mà cách tụi em chơi anh nói thiệt tiếng Việt gọi là hôi long. Mà RPP anh vẫn đụng, mà xe tăng rỡm anh vẫn diệt. Còn anh cấm em nhận cái kẹo này tụi em có dám cãi anh không? Nếu lẽ phải đã vào tay anh thì anh luôn luôn có quyền viết. Ngày hôm nay em gặp chiến thần như lời đồn đại trong truyền thuyết. Cầm viết như cầm huyền thiết chặt đầu tứ mã ngu si. Chặt luôn cả những thằng cộng cán, chặt luôn thủ cấp bọn cu ly. 1, 2, 3, 4 đặt số làm chi, ẩn ý làm chi cho ngựa chết. Tao đánh cờ vua chứ đánh cá ngựa đâu mà thằng ngựa này bựa phết. Phải chi mày cầm con xích thố thì còn thách đố vào đường đua. Chứ mày xích bố đó vào cây cột mấy thằng thích nổ thì thường thua. Tụi mày hãy tránh đường tao, giải phóng luôn vùng Việt Bắc. Chứ đừng cố đứng rình tao, tính kế mượn đường diệt quát. Và An Nam Bang chính xác, đành kết ngọn cờ tung bay. Đập ngã thành trì phố cổ, đổ nát vì mày lung lay. Một khúc cầu hồn kinh điển lại được biên soạn từ tao. Cho đời chúng mày vinh hiển vì được ăn đạn từ tao. Nếu mày còn không ra đấu cũng chẳng nên rap làm gì. Bật lại trường ca mà tao vừa ra miệng mày đang nhép thầm thì. Chấm hết.